tịnh nghiệp tam phước hiếu thân tôn sư tập 1 chủ giảng thầy hồ tiểu lâm giảng từ ngày 31 tháng 12 năm 2010 đến ngày 1 tháng 1 năm 2011 địa điểm hội trường số 1 tại trung tâm triển lãm singapore các vị pháp sư các vị đồng học, các vị khách quý. Xin chào buổi chiều tốt lành. Ban đầu đề mục này là bài khái thị về văn hóa truyền thống đưa doanh nghiệp hướng tới thành công. Ý của Lão Pháp Sư là muốn tôi giảng về những thế hội của chính mình trên phương diện hiếu kính cha mẹ. Ngài nói với tôi, Ba đời chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân là tịnh nghiệp tam phước Câu đầu tiên của phước thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ Nghe nói Năm nay con có được một số thế hội rất sâu sắc Cần phải đem những thế hội này ra Để cúng dường đại chúng Trước khi giảng thì Tôi xin nói rõ Tôi là một đứa con không hiếu kính cho nên lúc đầu tôi nói với Lão Pháp Sư Tôi nói Con có thể không giảng chủ đề này không Bởi vì đây là điều con làm kém nhất Lão Pháp Sư nói Hiện nay rất nhiều người đều không làm Con từ không làm đến làm Sự chuyển biến này rất quan trọng Nên cần đem ra khích lệ mọi người Tôi nói sư phụ muốn như vậy Thì con sẽ chia sẻ với mọi người Về mẫu chuyện xảy ra khi con sống cùng cha mẹ từ Cuối tháng 7 năm nay Đến lúc cha con giảng sanh Ngày 28 tháng 11 Từ tháng 8 đến tháng 11 4 tháng này Là khoảng 120 ngày Tôi là một nhà doanh nghiệp Vì sao phải hiếu dưỡng cha mẹ hiếu dưỡng cha mẹ có quan hệ gì với việc kiếm tiền hiếu dưỡng cha mẹ rất tốt là việc nên làm là một loại mỹ đức nhưng nó có quan hệ gì đối với sự nghiệp của tôi với gia đình nhỏ của tôi với sức khỏe của tôi có thể giúp tôi kiếm tiền hay không có thể giúp tôi thi lên đại học không có thể giúp tôi thi lên nghiên cứu sinh không có thể giúp tôi ra nước ngoài học chuyên sâu không có thể giúp tôi có một thân thể tốt hay không nếu như hôm nay chúng ta không đem việc hiếu dưỡng cha mẹ liên hệ với lợi ích thực tế trước mắt chúng ta không đem đạo lý giảng nói rõ ràng thì mọi người rất khó có thể quay đầu lại để thực hành hiếu đạo vì hiện nay là xã hội thương nghiệp hiện nay là một xã hội cạnh tranh xã hội khoa học kỹ thuật do đó tôi khuyên mọi người Hiếu không phải là kích động Cũng không phải là cảm động Mà là muốn đem lý luận thực tế Nói rõ ràng cho mọi người Khi các bạn rõ lý rồi Các bạn tự nhiên sẽ trở về nhà Mà hiếu kính cha mẹ Do vậy cuối tháng 7 Sau khi từ Hồng Kông trở về Tôi về bên cạnh cha mẹ Chân thành Là một người con trai Trong bốn tháng Phật trên kinh điển đã nói Lão Hòa Thượng Tịnh Không của chúng ta cũng nói Và Ấn Quang Tổ Sư cũng nói Thì tôi bắt đầu có thể hội Chúng ta là đồng tu học Phật Đồng tu học Phật chúng ta đều biết một câu nói như vậy Tất cả các Pháp Do tâm tưởng sanh Cảnh tùy tâm chuyển Tướng do tâm sanh lý luận này nói với chúng ta nếu chúng ta muốn có quả báo tốt nếu chúng ta muốn đạt được lợi ích thù thắng trong xã hội hiện thực bao gồm cả ngũ phước thăng quan phát tài có con khỏe mạnh chết nhẹ nhàng đây đều là y báo nói cách khác đây đều là hoàn cảnh khách quan y báo chuyển theo chánh báo chánh báo chính là tâm bạn chính là ý niệm của bạn vấn đề tiếp theo bày ra trước mắt chúng ta chính là tôi muốn tu cái tâm này tôi phải tu tâm thuần thiện thuần tịnh thì tôi mới có thể hưởng thụ được đời sống vật chất và tinh thần tốt như vậy thông thành vấn đề phật thị môn trung hữu cầu tất ứng bạn có tâm tốt bạn được quả báo tốt bạn có tâm xấu bạn bị quả báo xấu vậy thì dùng cái gì để có hiệu quả cao nhất phương pháp hữu hiệu nhất phương thức ổn định nhất để có thể tu sửa cái tâm xấu ác hiện nay của chúng ta đây là vấn đề bày ra trước mắt của chúng ta có phương pháp tốt địa điểm tốt cách thức tốt phương pháp tốt nào có thể giúp chúng ta nhanh chóng tu tốt cái tâm này nhanh chóng khế nhập cảnh giới không đây là điều mà mỗi vị đồng tu mỗi vị học phật ngồi đây đều hy vọng có được đáp án phật có nói không ấn quan lão hòa thượng có nói không lão pháp sư từng không có nói chưa làm thế nào để tu cái tâm này có hiệu quả cao mà lại ổn định các ngài đã nói rồi chỉ là chúng ta tâm thô mắc mờ không chú ý mà thôi Nghe vào tai trái lọt sang tay phải rồi Trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật nói Tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân Câu đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu Bạn xem học Phật, thành Phật Bất luận là Phật quá khứ, Phật hiện tại hay Phật vị lai Các ngài khởi tu từ đâu? Từ hiếu dưỡng phụ mẫu Ấn qua ngài nói Đâu luôn tận phận Nhàn ta tồn thành Chư ác mà tác Chúng thiện phụng hành Trì giới niệm Phật Ngài cũng nói đôn luân Đôn luân là ngũ luân Luân đầu tiên chính là phụ tử hữu thân Bạn xem cũng bắt đầu từ hiếu dưỡng phụ mẫu Nhiều năm nay lão Hòa Thượng tận lực thúc đẩy Đệ tử quy Thủ hiếu đệ Cái đầu tiên chính là hiếu khi Lão Hòa Thượng giảng liễu phàm tứ huấn Nghe nói cách tích thiện Có 10 phương pháp Cái thứ nhất gọi là thiện chí giúp người Cái thứ hai là giữ tâm ái kính Khi Lão Hòa Thượng giảng đến giữ tâm ái kính Nghe nói trong 10 phương pháp tích thiện này Kỳ thực giữ tâm ái kính chính là nền tảng Tôi nghĩ Mọi người đều rất quen thuộc liễu phàm tứ huấn Mà Lão Hòa Thượng giảng 22 giờ Tại Đài Trung Hình Phượng Hoàng cho nên Từ đây chúng ta dường như có thể hiểu được Tại vì sao Những tổ sư đại đức này Vì sao Phật Bồ Tát Đều bảo chúng ta phải hiếu dưỡng cha mẹ vậy Mọi người có hiểu được ý nghĩa bên trong hay không Hiếu dưỡng phụ mẫu Là một bước có hiệu quả nhất Trực tiếp nhất Phương tiện nhất Ổn định nhất để tu tâm thanh tịnh Tỏa sáng ái tâm Nâng cao giác ngộ vì sao vậy tôi ở trường học không được hay sao tôi yêu không được hay sao yêu là bạn có tình dục có ô nhiễm tôi làm kinh doanh tôi không thể tu tâm thiện hay sao kinh doanh thì bạn có lợi ích lên đại học lên đại học bạn có truy cầu bạn có danh văn lợi dưỡng trong đời ngũ trượt ác thế này ở bên cạnh cha mẹ gia đình là nơi duy nhất chúng ta có thể không tìm thấy sự tự tư tự lợi cha mẹ và con cái không có tự tư tự lợi cha mẹ và con cái không có danh văn lợi dưỡng cha mẹ đối với con cái không có mong cầu không có ngũ dục lục trần cha mẹ đối với con cái không có tham sân si mãi bạn xem hôm qua những bạn nhỏ ở hội canh tâm viên của chúng ta ở bên trên Diễn tiết một cây đại thọ Cha mẹ đối với con cái Là sự ban tặng vô hạn Có cầu tất ứng Khi cha mẹ nổi nóng Bực tức đối với con cái Thì xuất phát điểm cũng là vì yêu bạn mà thôi Do vậy nhà là một nơi duy nhất Không có bốn thứ Tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trần, tham sân si mạng Đây là điều đầu tiên Hoàn cảnh tu học không giống nhau Mức ô nhiễm thì ít Thứ hai Cha mẹ có ân tình với chúng ta Lòng con nhỏ bé như cỏ dại Làm sao báo đáp ân mẹ như mặt trời ba xuân Cha mẹ có đại ân đại đức với chúng ta Cho chúng ta sinh mạng Cho chúng ta thân thể này Đưa chúng ta đến thế gian này Chăm sóc từ việc đại tiểu tiện Ngậm đắng nuốt cây Chẳng quản ngày đêm chăm sóc chúng ta nếu đối với người như vậy mà bạn không yêu thương nếu đối với người như vậy mà bạn không kính bạn không có thành kính thì chúng tôi muốn hỏi đối với ai bạn mới có thể khởi phát cái tâm chân thành được đây bạn nói tôi không chân thành không thành kính với cha mẹ Nhưng tôi thành kính đối với Lão Hòa Thượng Tịnh không Là giả rồi Điều đó khẳng định có danh văn lợi dưỡng Khẳng định có sen tạp rồi Ấn qua Ngài nói Một phần thành kính Được một phần lợi ích Mười phần thành kính Được mười phần lợi ích Không có người học Phật nào mà không muốn đạt được lợi ích cả vấn đề then chốt đó là thành kính là nhân lợi ích là quả vì chúng tôi muốn hỏi tôi làm sao để thành kính đây tôi muốn thành kính tôi nguyện thành kính bởi vì có thành kính tôi mới có thể đạt được lợi ích bạn phải luyện tập từ cha mẹ của mình trước nếu như bạn không thành kính với cha mẹ bạn nói bạn thành kính với phật bồ tát đó là giả tâm thành kính với phật bồ tát là giả vậy thì bạn không thể đạt được lợi ích chân thật trong phật pháp không đạt được lợi ích chân thật trong Phật Pháp Vậy thì bạn cũng không đạt được lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần khách quan Cái lợi ích này bao gồm đời sống vật chất và tinh thần Mọi người nhìn thấy Một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Từ chỗ hiếu dưỡng cha mẹ để khởi phát tâm thành kính của chính mình Có phần tâm thành kính này rồi tiếp tục mở rộng đến sư đạo Phật giáo là sư đạo sư đạo được kiến lập trên nền tảng của hiếu đạo vì sao vậy bởi vì hiếu đạo giúp bạn khởi ra cái tâm thành kính bạn dùng phần tâm thành kính này lại dùng trên sư đạo bạn liền đạt được một phần lợi ích trong sư đạo rồi mười phần thành kính của bạn dùng trên sư đạo bạn liền đạt được mười phần lợi ích trong phật pháp quan hệ logic này tuyệt đối chính xác như vậy tối hôm qua lão hòa thượng khai thị tôi liền thông suốt sáng tỏ sư đạo kiến lập trên nền tảng của hiếu đạo vì sao chị không có hiếu đạo thì làm gì có sư đạo tôi nhấn mạnh sư đạo chẳng phải được rồi ư vì sao phải nhấn mạnh hiếu đạo chị hiếu đạo có quan hệ gì với sư đạo hiếu đạo có thể khởi phát tâm thành kính của bạn bởi vì con người dễ nhất là thành kính với cha mẹ bởi vì họ có ân tình lớn nhất đối với bạn Họ yêu thương bạn nhất Họ dành thời gian cho bạn nhiều nhất Họ chăm sóc bạn chu đáo nhất Do vậy mà tâm thành kính của bạn dễ xuất hiện nhất Hay nói cách khác Nếu tình yêu thương lớn như vậy mà tâm thành kính của bạn cũng không dẫn khởi ra được Bạn nói xem bạn có tâm thành kính với Phật Pháp Bạn có tâm thành kính với Sư Phụ Không thể nào rồi Bạn không có tâm thành kính Vậy bạn không đạt được lợi ích Đây là lý do vì sao mà ba đời chư Phật vì sao ấn tổ ngài Vì sao lão hòa thượng tịnh không của chúng ta Nói đi nói lại Không ngừng khuyên chúng ta trở về nhà Tận lực hiếu dưỡng cha mẹ Không phải nói chúng ta về nhà chăm sóc cha mẹ Chăm lo việc ăn uống của cha mẹ Không phải chỉ những thứ này Chăm lo cuộc sống hàng ngày của cha mẹ Dưỡng tâm cha mẹ Dưỡng trí của cha mẹ Không phải Không chỉ là những điều này mà vì bạn không có tâm thành kính Bạn phải thông qua việc này Để dẫn khởi tâm thành kính Một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Chúng ta đều biết thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng Chúng ta dán một chữ yêu lên một ly nước Thì kết tinh của nước đặc biệt đẹp Trên chiếc ly chúng ta dán một chữ hận Trong từ hận bạn Thì kết tinh của nước đặc biệt xấu Nước là y báo ý niệm của chúng ta là chánh báo y báo chuyện theo chánh báo vậy thì công ty của chúng ta là y báo tài phú của chúng ta là y báo sức khỏe của chúng ta là y báo gia đình của chúng ta là y báo con cái của chúng ta cũng là y báo học nghiệp của chúng ta là y báo y báo chuyện theo chánh báo nếu ý niệm của bạn là yêu nếu ý niệm của bạn là thiện y báo của bạn liền là thiện ở đâu giúp bạn rèn luyện ý niệm thiện vậy Bắt tay từ đâu để rửa sạch tâm dơ Để biến nó trở thành một cái tâm yêu thương Bắt đầu từ cha mẹ Là nơi dễ dàng nhất Để khởi phát yêu thương Vì sao vậy? Có sự bảo bọc của huyết thống Có sự bảo bọc chu đáo nhiều năm như vậy Nên dễ dàng nhất để khởi phát cái yêu thương bởi vì đây là thiên tánh Phụ tử hữu thân Sự sắp đặt của tự nhiên như vậy Mà bạn cũng không có tình yêu Không dẫn khởi ra được vì trong những mối quan hệ có sự sắp xếp của lợi ích Sắp đặt của dục vọng mà bạn muốn dẫn khởi cái tâm này ra Đây chẳng phải là si mê cuồng vọng hay sao Cho nên 15 phút đầu Tôi giảng nói về việc lý giải Vì sao phải hiếu dưỡng cha mẹ Tâm hiếu dưỡng cha mẹ Là tâm thuần tịnh thuần thiện Tâm hiếu dưỡng cha mẹ là tâm thành kính Phải đặt nền móng ở đây tâm bạn tốt tâm bạn thành kính tâm bạn thiện từ đây bà thay đổi y báo của bạn y báo của bạn sẽ càng ngày càng thù thắng cho nên phật nói hiếu dưỡng cha mẹ là phước điền nó có thể trồng hạt giống và có thể phát triển lên đạo lý nằm ở đây không phải mê tín mà vì quá trình hiếu dưỡng cha mẹ là quá trình rửa sạch cái tâm dơ bẩn của chính mình là quá trình làm tỏa sáng tình yêu thương của chúng ta Tâm thiện rồi, tâm yêu thương rồi Ý niệm tốt rồi Y báo chuyện theo chánh báo ngay Rất tự nhiên mà công ty của bạn liền tốt Gia đình của bạn liền tốt Học nghiệp của bạn cũng tốt Thân thể của bạn liền khỏe Do đó sự viên mãn của hiếu đạo là đại viên mãn Từ sơ phát tâm cho đến thành Phật Kỳ thực chính là một chữ hiếu mà thôi Làm viên mãn là được rồi Đây là lý do vì sao tôi phải trở về hiếu dưỡng cha mẹ kỳ thực có thứ gì có thể sánh với việc hiếu dưỡng cha mẹ được chứ chẳng có bất cứ thứ gì có thể so sánh với việc hiếu dưỡng cha mẹ có thứ gì có thể thay thế được không không có bởi vì đây là sự an bày của tự nhiên phụ tử hữu thân chính là ở đây những thứ khác đều không phải bạn nói phu phụ hữu biệt bằng hữu hữu tính huynh đệ hữu ái quân thần hữu nghĩa nếu so với phụ tử hữu thân Thì còn kém quá nhiều Cái duyên này quá sâu Có đại nhân duyên Mới trở thành người một nhà Cho nên chúng ta còn cha mẹ Là có một nguồn tài nguyên quý báu Nhất định đừng rời xa họ Trở về bên cạnh họ là tu hành Là rửa cái tâm dơ bẩn của mình Đem tâm yêu thương của mình mở rộng ra đây là cách tốt nhất con đường hay nhất phương pháp ổn thỏa nhất bí quyết phương tiện nhất tiếp theo tôi xin báo cáo với mọi người một số thể hội và vài câu chuyện khi tôi trở về nhà trở về nhà của cha mẹ tháng bảy năm nay sau khi từ hồng kông trở về tôi về chăm sóc cha tôi trong cuộc cách mạng đài văn hóa ông bị một kẻ tạo phản đánh bị thương đôi mắt lúc đó là thời kỳ cách mạng văn hóa đồng loạn đôi mắt bị đánh chảy máu nhưng vì trị liệu không kịp thời nên trong mắt để lại các đốm máu tuổi cao rồi thì não cung cấp máu không đủ khiến các đốm máu càng ngày càng tụ lại dẫn tới bệnh thoái hóa điểm vàng trong mắt không nhìn thấy nữa lưng của cha tôi bị người tàu phản cách mạng văn hóa dùng nghệ sắc bởi vì hắn làm việc trong công xưởng cơ giới nhà máy thiết bị chữa cháy bảo kê đó là một công xưởng cơ giới sản xuất xe cứu hỏa thiết bị cứu hỏa cha tôi bị hắn đánh gãy lưng không đi lại được không nhìn thấy gì khi tôi trở về thăm cha Thì ông đã 85 tuổi rồi Năm đó Trạng thái của tôi như thế nào vậy? Tôi xin báo cáo với mọi người Năm tôi 10 tuổi Thì bắt đầu đại cách mạng văn hóa Cha mẹ tôi đã bị bắt nhốt vào nhà tù Sau đó Mãi đến 55 tuổi Tới tháng 7 năm nay là 45 năm rồi Tôi không sống cùng với cha mẹ Tôi tham gia Đội sản xuất Học đại học Ở bên ngoài làm việc Sau đó ra nước ngoài Rồi làm kinh doanh Cuối cùng thì lập gia đình rồi Chuyển ra ngoài sống Dần dần Cho nên tôi không biết cái gì gọi là hiếu dưỡng cha mẹ Không biết làm sao để chung sống với cha mẹ Không biết khi chung sống với cha mẹ Thì cần chú ý điều gì nói cách khác tôi không hiểu ý không lý giải được cũng không có tình thân quan hệ giữa tôi và cha mẹ chính là cho tiền chính là một tháng về nhà một lần sinh nhật cha mẹ về nhà một lần mẹ tôi có thể ra ngoài thì mời bà ăn cơm cha tôi không đi được thì nhiều nhất là một tuần về một lần đây là sau khi học phật rồi thì tôi mới một tuần về một lần trước khi chưa học phật thì một tháng không về nhà nổi một lần rõ ràng là rất hời hợt qua loa cha mẹ có khó khăn gì cũng không biết họ có niềm vui gì cũng không hay họ có đau khổ gì cũng không hiểu họ có kỳ vọng gì cũng không rõ tầm cha mẹ như thế nào cũng không nắm được cha mẹ có nguyện vọng gì cũng không rõ ràng cho nên tôi tiếp xúc với cha mẹ giống như là dầu với nước vậy không thể bao dung được Năm 2007 tôi bắt đầu học Phật Như địa tôi giảng Pháp ở các nơi Họ chưa bao giờ xem qua Mọi người cảm thấy rất kỳ lạ Vì sao họ không xem vậy Anh giảng hay như vậy Thực hành đề tử quy trong công ty Làm nhiều việc như vậy Nghe Lão Hòa Thượng Lão Hòa Thượng cũng tán thán anh mà Gần đây em gái tôi mới nói với tôi là Anh à, bây giờ chúng em bắt đầu xem địa giảng của anh rồi Chúng em cảm thấy người học Phật đều không hiếu kính cha mẹ Sau 4 năm Hiện nay cô ấy mới xem điện giảng của tôi Vì sao vậy? Bạn thật đã thay đổi rồi Bởi vì cha mẹ sống cùng em gái tôi 4 tháng này ngày ngày tôi đều về nhà Cô ấy nhìn thấy tôi thật sự đã thay đổi Thấy một người chân thật học Phật Họ làm cái gì? Tâm họ là tâm gì? Thái độ của họ đối với cha mẹ như thế nào? Cô ấy bội phục Cho nên sau khi Cha tôi qua đời thì chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau. Có một lần khi cha tôi còn sống, ông nói với tôi là Tiểu Lâm có một việc ba phải nói với con. Có một người lái xe họ Hách, cậu ấy là tài xế tôi thuê cho cha tôi, lúc đó tôi chưa học Phật. Năm 2005 hay là năm 2004 tôi quên rồi chúng tôi đã xảy ra cãi giả nên tôi đã mắng cậu tài xế này nói ra những lời thô tục bởi vì tôi là ông chủ nên tôi đã đuổi việc cậu tài xế này nhưng cậu ấy là tài xế tôi thuê cho cha mẹ tôi cậu ấy chăm sóc cha tôi rất chu đáo tỉ mỉ giúp cha tôi đi khám bệnh lấy thuốc làm thủ tục gửi tiền ngân hàng Tắm rửa cho cha tôi Mua quần áo cho ông Đó là một người tri kỷ bên cạnh cha tôi Cũng không phải chỉ vì vài câu nói Có lẽ là lúc đó Cậu ấy đến công ty báo cáo hóa đơn Phòng tài vụ cho rằng cậu ấy đã chi tiêu một khoản dường như không hợp lý lắm tôi thì cho rằng cậu ấy có thể là dối trá hay là tham ô gì đó lúc đó tôi chưa học đầy tự quy thấy chưa thật chớ nói bừa biết chưa đúng chớ tuyên truyền ngày ngày tôi đều thấy chưa thật ngày ngày tôi đều biết chưa đúng cứ thuận theo tính khí mà chửi mắng cậu ấy sau khi chửi và đuổi cậu ấy đi ba tôi vô cùng tức giận như lời Chủ tài xế nói thì là Bác Hồ nổi thịnh nộ Trước khi ông qua đời Sau khi Hai cha con tôi tiếp xúc với nhau Sau đó ông bắt đầu có niềm tin đối với tôi Ông mới nói Con trai à Con còn nhớ tiểu hách không? Tôi nói con còn nhớ à Chúng ta có lỗi với người ta Hiện tại ba mới dám nói với con lời này bởi vì hiện nay con đã thay đổi rồi Cậu ấy chăm sóc bà đến hôm nay Khiến bà vẫn còn cảm động Con nhất định phải cố gắng chiếu cố cho tiểu hách Cậu ấy có khó khăn gì Con nhất định đừng quên nhé Lúc cha nói với tôi lời này Thì trong tâm tôi vẫn còn không thoải mái Vì cậu ấy cũng mắng tôi Nó còn lôi cả cha mẹ tôi ra để mắng tôi Bằng những lời thô tục Cho nên đối với tôi mà nói Điều này khiến tôi tổn thương rất lớn Sắp cho người trước hỏi mình Mình không thích phải mau ngưng Bạn mắng chửi cha mẹ người ta Người ta có thể không mắng chửi cha mẹ bạn hay sao Nếu bạn biết cha mẹ bạn Bị người ta chửi mắng như vậy Bạn thấy khó chịu Vậy bạn có thể chửi mắng cha mẹ người khác sao Cho nên lúc đó Tôi vì ứng phó với cha Nên tôi nói chân Bà cứ yên tâm Tôi có thể tìm thấy người tài xế này không Có thể tìm nhưng tôi không muốn tìm Trong tâm tôi khó chịu Tôi không muốn cúi đầu Tôi không muốn nhận lỗi với cậu ấy Sau khi cha tôi qua đời rồi Tôi xem lại những chuyện cha dặn dò Trong 4 tháng này Xem còn chuyện gì tôi vẫn chưa làm được Đột nhiên tôi nghĩ đến cậu hết Tôi đã gửi một tin nhắn cho cậu ấy Tôi viết tin nhắn đó Có hòa lẫn cả nước mắt Đại khái là Cậu hết à Anh là Hồ Tiểu Lâm Trước đây anh mắng chửi em Là vì anh chưa học Phật Chưa học văn hóa truyền thống Khi còn sống ba anh thường dặn dò Không chỉ một lần nói với anh là Con nhất định phải nhận lỗi con trai Chúng ta đã thật sự sai rồi Nên phải xin lỗi cậu ấy Cậu ấy có khó khăn gì Phải giúp đỡ cậu ấy Cậu ấy đối với ba rất tốt Chúng ta đã lấy oán trả ơn rồi Tôi viết anh là một đứa con không hiếu kính Chuyện đuổi em Đã khiến ba mẹ anh rất tức giận anh sai rồi anh sẽ sửa anh thừa nhận hy vọng em có thể tha thứ cho anh ở đây anh xin đại diện cho cha anh dập đầu với em anh xin sám hối tội nghiệp của mình cả đời này anh sẽ không quên việc đã gây ra sự tổn thương cho em khi nào có khó khăn xin em hãy nhớ số điện thoại của anh em gửi tin nhắn cho anh hoặc nếu em không muốn gửi tin nhắn thì em nhờ người khác chuyển tin cho anh cũng được anh à, đối với em cũng giống như đối với em gái của anh vậy Đây là tâm nguyện của cha anh Mà học thường khổ thẹn Hồ Tiểu Lâm Đến lễ ba lại Thêm ba lại Tôi đã sám hối Tôi đã chuyển tin nhắn này cho em gái tôi Chuyển cho mẹ tôi Chính mình sai rồi Cha đã không còn nữa Bạn làm con bạn bất hiếu chút di nguyện này của cha bạn mà bạn không hoàn thành cho ông ông đi rồi cũng chưa làm viên mãn em gái tôi nhận được tin nhắn này đã gửi lại cho tôi một tin nhắn người anh vĩ đại một người anh khiến mọi người tôn kính vì sao cô ấy biết được anh trai của mình là người như thế nào nhưng hôm nay có thể chủ động nhận lỗi với một cậu tài xế hơn nữa bản thân cậu tài xế này cũng có vấn đề không phải không có vấn đề hôm nay tất cả những hiềm nghi trước đây toàn bộ được hóa giải thừa nhận sai lầm bất hiếu nên dập đầu lại họ cho nên chúng ta nói cảm nhận của cha mẹ là gì bạn không trở về bên cạnh họ Thì bạn thật sự không biết được Bạn nói dưỡng trí của cha mẹ Dưỡng huệ của cha mẹ Nhưng bạn có biết cha mẹ bạn thiếu trí huệ ở chỗ nào hay không? Bạn dưỡng như thế nào đây? Bạn có biết họ không hiểu chỗ nào không? Cùng khuyên thiện, cùng lập đức Lỗi không ngăn, đôi bên sai Bạn khuyên cha mẹ như thế nào đây? Căn bản là bạn không biết họ sai ở chỗ nào Họ không hiểu chỗ nào Vậy bạn làm sao có thể dạy họ những đạo lý Chí thiện chí mỹ chứ Chúng ta không ở bên cạnh cha mẹ Cho nên vì sao gọi là hiếu thuận Có lúc cả ngày chúng ta ở bên cạnh cha mẹ Mà không có chuyện gì cả Tôi thường xuyên gặp phải tình trạng như vậy Cha ngồi ngay người ra ở trên ghế Ông không thèm để ý tới bạn Xem truyền hình ngủ gật Đặc biệt người tuổi tác cao như cha tôi Ông ngồi trước tivi thì ngủ gật Đầu cúi xuống Miệng thì chảy nước dãi Có thể khoảng 2 giờ đồng hồ Bạn có thể phiền não với ông không? Phải thuận theo Ba lên giường nằm ngủ một lúc đi Nếu bạn gọi ông dạy bảo ông niệm a di đà Phật Liệu ông có phiền không? Đó là ý của bạn Không phải ý của cha Cho nên sự việc này dạy tôi một bài học rất lớn Không phải đồng tôi chúng ta không tìm được cơ hội Độ hóa cha mẹ mà bởi vì tâm khí chúng ta bồng bột nóng vội không ở bên cạnh để cùng họ đối diện với những vấn đề khiến họ vui khiến họ buồn phiền khiến họ buồn khổ chúng ta muốn nói chuyện làm chúng ta vui chúng ta muốn nói với họ những chuyện mà chúng ta muốn nói những gì cha mẹ muốn những yêu cầu của cha mẹ thì chúng ta không hề để ở trong tâm đây chính là lý do vì sao phần lớn đồng tu không được cha mẹ ủng hộ bởi vì chuyện bạn muốn nói thì cha mẹ không muốn nghe chuyện họ muốn nói thì bạn lại nói không rõ ràng hơn nữa lúc đó bạn không ở đó Hoặc là bạn không hứng thú Hoặc là bạn còn khiển trách họ Vậy thì Phật Pháp mang đến cho bạn sự xung đột rồi Mang đến cho bạn là Sự đoạn giao Cha nói chuyện của cha đi Còn nghe cái của con Trước đây tôi ở cùng mẹ Mỗi lần về nhà Tôi đều phải in cho bà Một tờ giấy chữ lớn Phước thứ nhất trong tình nghiệp tam phước Mẹ à Mẹ xem cái này Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát Tu thập thiện nghiệp Sau đó tôi in cho bà Những bức tranh chữ Do Lão Hòa Thượng viết Mẹ à Mẹ nên đọc cái này Thâu nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục con đang nói cái gì vậy Con trai à mẹ nghe không hiểu Được rồi cảm ơn con để ở đó đi Những thứ này ngày hôm nay bà không thể tiếp nhận được Vì đó là ý của bạn Không phải ý của bà Bồ Tát ở đâu cũng đều khiến chúng sanh Sanh tâm hoan hỷ Bà không hoan hỷ Không hoan hỷ thì vấn đề không phải ở phía mẹ Mà là ở phía bạn rồi Cho nên mẹ tôi Nghe đoạn này Trong liễu phạm tứ huấn Người vô cớ mang tiếng xấu Thì con cháu sẽ phát đạt con vừa về nhà thì ký được một hợp đồng hợp đồng này là do nỗi oan năm đó của mẹ mang tới cho con sao tôi nói mẹ à đúng vậy mẹ biết không chính là chuyện này con trai à thì chúng ta thật sự phải cảm ơn cô ấy rồi hôm nào đó mẹ sẽ mời cô ấy ăn cơm mẹ cũng phải mời cả chồng của cô ấy đến nữa cô ấy cũng rất đáng thương sức khỏe lại cực kỳ không tốt chúng ta có phải mời cô ấy ăn cơm và tặng cô ấy một ít tiền không tôi nói mẹ à vậy là đúng rồi thực sự là nên như vậy mỗi người đều có ân tình đối với chúng ta mà bốn tháng này tôi ở cùng với mẹ có một hôm bà vô cùng bình tĩnh mà trầm lắng nói với tôi là con trai à con làm được rồi con chính là phật sống Tôi nói mẹ à Con thật sự không dám nhận Con thật sự không phải Phật sống Có một vị Phật sống Đó chính là sư phụ của con Lão Hòa Thượng tịnh không Tôi nói mẹ cảm thấy con có thay đổi không Có thay đổi Mẹ có biết sự thay đổi của con là do đâu không Do Lão Hòa Thượng dạy đó Thầy mới dạy con hơn 3 năm Chưa đến 4 năm con đã được như vậy trước đây đức hạnh của con trai mẹ như thế nào mẹ đều biết rồi nên con đã thay da đổi thịt rồi lão hòa thượng đã đem một đứa con trai thấu tình đạt lý biết hiếu kính trả về bên cạnh mẹ mẹ tôi nói con trai à kỳ thực trong tâm mẹ người mẹ tôn trọng nhất chính là lão hòa thượng mẹ rất ngưỡng mộ ngài bởi vì mẹ yêu thương con bao nhiêu thì mẹ tôn trọng ngài bấy nhiêu bởi vì con thật sự tốt là do ngài dạy mà ra ngài đã dạy con trai mẹ tốt nên mẹ phải cảm ơn ngài đây là câu thứ nhất mẹ rất kính trọng ngài thứ hai mẹ biết hiện nay mẹ muốn bái ngài làm thầy nhưng mẹ không phải là một học trò đạt tiêu chuẩn bởi vì mẹ còn ăn thịt đợi khi nào mẹ không ăn thịt nữa thì mẹ sẽ đi bái ngài làm thầy tôi nói mẹ à mẹ có biết không cảnh giới của lão hòa thượng Cảnh giới của Ngài rất tuyệt vời Khi giảng kinh Ngài đã nói là Dưới bầu trời này không có ai mà tôi không yêu quý Thứ hai Dưới bầu trời này không có ai mà tôi không thể tha thứ Thứ ba Dưới bầu trời này ai cũng là người đáng để tôi học tập Mẹ à Đây là cảnh giới của Lão Hòa Thượng Ây da dạ, Mẹ phải cố gắng Hiện tại mẹ vẫn chưa thể tha thứ cho quan gia của mẹ Mẹ cũng phải cố gắng tha thứ cho cô ấy Dưới bầu trời này không có ai mà tôi không thể tha thứ Chúng ta làm sao để báo ơn sư phụ đây Sư phụ Phật Bồ Tát Đã mang đến cho chúng ta lợi ích lớn như vậy Chúng ta báo đáp như thế nào đây Nơi báo ơn đầu tiên chính là gia đình Bạn khiến cha mẹ thật sự thấy Phật Pháp Đã khiến bạn thay đổi Lãng tử quay đầu vàng không đổi Trước đây tôi là một kẻ chửi mắng cậu tài xế hết như vậy Hôm nay là hiếu kính cha mẹ chứ vậy Vì sao vậy Vì giáo dục của Phật Vì sự giáo dục của Lão Hòa Thượng Đủ rồi Chúng ta đang thay Lão Hòa Thượng tu phước Tôi mang đến những lợi ích tốt Phước khí tốt như vậy cho cha mẹ Ai đã mang đến vậy Lão Hòa Thượng là nhân Chúng ta làm như vậy là quả Lão Hòa Thượng thông qua đệ tử của Ngài Tu Đại Phước Nếu Phước của Hòa Thượng lớn thì Ngài có thể ra đi hay không Bạn nói người này phước thật lớn Hơn 20 tuổi đã ra đi rồi Có cách nói như vậy hay không Có phước lọc thị trường thọ Cho nên Lão Hòa Thượng ở lại thế gian bao lâu Thì phải xem phước của Lão Hòa Thượng Phước của Lão Hòa Thượng ở đâu Ở trên thân của đệ tử Ngài Học trò thay Lão Sư tu phước bởi vì Lão Hòa Thượng dạy ra một người học trò như vậy Bạn tạo phước cho một dùng Bạn mang đến niềm vui cho cha mẹ Bạn mang đến hạnh phúc cho cha mẹ Bạn mang đến an khang khỏe mạnh cho cha mẹ Ai tu phước gì Là Lão Hòa Thượng tu trong lúc giảng kinh thuyết Pháp Ngài có phước, Ngài có thể đi hay không? Ngài sẽ không đi Cho nên thay vì chúng ta ở trước mặt Lão Hòa Thượng Kêu gào khấn vái, khóc lóc, đốt nhang Mong muốn tìm gặp Ngài Không bằng bạn về nhà Cố gắng hiếu kính cha mẹ đây chính là chân thật hiếu dưỡng Lão Hòa Thượng Ngài mong muốn nhất không phải là thọ mạng của Ngài Ngài chắc chắn không muốn nhìn thấy danh danh lợi dưỡng Mà Ngài mong muốn điều gì Trên Kinh Phật nói Trong cúng dường thì cúng dường Pháp là thù thắng nhất Trong cúng dường Pháp thì cái gì là thù thắng nhất Y giáo tu hành là tối thắng nhất Bạn làm theo những gì Ngài đã nói cho nên chúng ta quay về bên cạnh cha mẹ là một nơi tốt nhất để tu học bạn nói trở về nhà hiếu dưỡng cha mẹ còn tu hành cái gì chứ chúng ta học phật rồi thì chúng ta phải đi độ người nhà họ là một mảnh đất khô cằn chúng ta như một trận mưa cam lồ chúng ta phải tưới nước trên mảnh đất khô cằn này bạn phải nên xem mọi người đều là bồ tát chỉ có mình bạn là phàm phu ai là phàm phu vậy hồ tiểu lâm Cuối tháng 7 khi tôi mới về nhà Tôi nghĩ mình rất cực khôi Tôi thừa nguyện tái lai Nóc nhà tôi sắp thủng rồi Tôi về giá lại Là khoác lát Là hãy đứt gì chứ Bạn mang về một đống oán khí ngạo mạn Việc đầu tiên cho tôi một cái tác tỉnh người Chính là câu chuyện Ăn đậu phụ thối Mắt cha tôi không tốt Buổi trưa tôi cùng cha ăn cơm Ông rất thích ăn đậu phụ Đậu phụ thối Đậu phụ thối mặn Ông không thể gấp từng miếng mà đưa vào miệng được Ông phải dùng đũa từ từ gấp từng chút một đưa vào miệng Còn có canh, bánh bao hoặc là cơm Với thị lực đó của ông Nghe tới cài nút áo cũng cài sai Thì ông có thể cắt đậu phụ được không? Ông có thể gấp đậu phụ được không? Đó là việc rất khó Tôi nhìn ông thì thấy rất khó chịu tôi nói ba à để con gấp cho tôi liền gấp cho ông một miếng gấp một miếng bỏ vào bát của ông nhưng ông lại húp không đúng chỗ đó rốt cuộc con để nó ở đâu húp ba miếng cháu cũng không tìm thấy miếng đậu phụ đó tôi nói ba à ở đây tôi giúp ông xoay bát ba tôi ăn rồi nói con trai à đừng gấp cho ba nữa tôi không kiên nhẫn tôi nói ba ở đây con trai không sao đâu ba không ăn đậu phụ cũng được bạn ăn cái khác con đừng giúp ba nữa con đã bận cả ngày rồi rất mệt rồi sự phiền não này của bạn ông có thể cảm nhận được bạn không yêu thương ông bạn không đặt mình vào vị trí của cha để suy nghĩ cho ông cha có thể cảm nhận được yêu thương cảm yêu thương oán hận cảm oán hận cha có thể nghe ra từ trong khẩu khí của bạn ba lại làm sao vậy bạn xem cái khẩu khí này trong lời nói có sự khó chịu được rồi, đại khái là được rồi Bạn không kiên nhẫn mà Đây là câu nói mà tôi thường dùng khi về nhà Sau đó cha tôi không ăn đầu phụ thối nữa Việc này khiến ông không ăn nữa Con trai không dễ gì về nhà ăn một bữa cơm Mình ăn đầu phụ gấp mãi không được một miếng Nó đã dội Mình lại tìm không thấy Không thấy thì con trai sốt ruột Con trai sốt ruột thì bạn nói xem Bữa cơm này ông ăn như thế nào Bạn thể hội qua cảnh ngộ của người mù chưa Chưa thể hội Có một hôm buổi tối tôi làm xong việc thì tới về tôi cùng con trai út cùng ngồi trên bàn ăn bởi vì tôi cũng thích ăn đậu phụ thối tôi đột nhiên nghĩ ra rồi nói nào con trai chúng ta cùng nhắm mắt lại xem ai gấp được miếng đậu phụ này thật sự gấp không được nước mắt tôi liền rơi xuống cha tôi đều ăn cơm trong trạng thái như vậy tôi không những không giúp ông mà còn không kiên nhẫn cái gì vậy đây là người học phật hay sao hôm sau trở về tôi nói ba à được rồi bắt đầu từ hôm nay món đậu phụ này con sẽ đúc cho ba ăn ba đừng gấp nữa câu chuyện đậu phụ vẫn chưa xong đậu phụ gấp lên rồi tôi đặt lên đũa của cha để ông tự dùng đũa để ăn vậy thì thật phiền phức bạn nghĩ xem đầu phụ thối giống dĩ to bằng đầu que chim Bạn gấp lên dính trên đũa của bạn Rồi làm sao chuyển sang đũa cha được Gấp nửa ngày Tôi nói được rồi Chẳng bằng đút luôn vào miệng cho cha Sau khi tôi đút cho cha ăn Thì ông rất vui, rất hài lòng Nhưng khi tôi dùng đôi đũa đó gấp thức ăn vào miệng mình Thì tôi cảm thấy buồn nôn Đôi đũa này cha tôi đã dùng qua rồi Tức khắc tôi liền rất cảnh giác Vô cùng hổ thẹn tại vì sao đôi đũa mà cha dùng qua tôi lại chê bẩn tôi lại buồn nôn chứ miệng cha tôi đều là răng giả răng cũng rất đen đôi đũa qua miệng cha tôi liền cầm lên gấp thức ăn bạn đi tây phương được sao bạn đùa à bạn không có phần rồi bạn có tư cách gì mà đòi đi tây phương chứ cha mẹ đã nuôi bạn khôn lớn như thế nào Hôm nay bạn về nhà chăm sóc cha mẹ Bạn đã làm được gì chứ Bạn mới trở về đúc cho cha mẹ miếng đậu phụ đầu tiên Mà đã chán ngắn ông đến như vậy Các bạn đồng tu Nếu không về nhà Thì cái gọi là hiếu dưỡng cha mẹ Liệu tôi có biết cảnh giới của mình đã đạt được chưa Không biết được Ai dạy ai chứ Chính là cha đã dạy tôi chúng ta học phật thì biết ông làm ra sự thể hiện đó là vì cái tâm không hiếu kính của bạn chiêu cảm đến bạn thiếu khóa học này rồi ông đã thể hiện một tấm gương như vậy trước mặt bạn để bạn thực hành thông qua thân thể của ông thông qua lúc bạn và cha ở cùng nhau để bạn bổ sung khóa học này hồ tiểu lâm không chỉ không hổ thẹn không chỉ không cảm ơn mà bạn còn ghét bỏ bạn làm sao có thể là đệ tử phật được chứ Nói cách khác Đệ tử Phật có người như bạn hay không Bạn nói xem Tôi niệm một dạng câu Phật hiểu Tôi niệm một ngàn biến kinh vô lượng thọ Có tác dụng gì không Đó là niệm gì mình Đôi đũa và chai dùng qua Bạn còn không dám đưa vào miệng mà Sự phân biệt của bạn lớn như thế nào chứ sự chấp trước của bạn lớn biết bao Bạn còn khoác lác nói cảm ơn Bạn còn ba hoa nói thành kính Mà muốn đạt được lợi ích của Phật Bồ Tát Mà muốn xem hiểu kinh giáo nói gì à Đũa móc mà muốn nằm trên mâm son rồi Không thể nào Bạn không tương ưng rồi Cho nên Tôi phải đối trị Ngày ngày dùng đũa đút thức ăn cho cha tôi không chỉ đút đậu phụ, tôi gấp được cái gì tôi đều đút vào miệng cho cha, cha ngậm càng sâu tôi càng vui. Trước đây tôi như thế nào, tôi đút cho cha xong, cái đếm cơm tôi cũng không ăn, đút xong đậu phụ tôi nhúng đuổi vào canh rửa rồi tôi mới gấp. vẫn chưa trực tiếp. hiện tại không như vậy nữa rồi. lấy từ miệng cha ra thì tôi đưa ngay vào miệng mình. thế hội xem có gì đáng ghê gớm không? cảm thấy không có gì hết, không có mùi vị lạ thường, như bình thường vậy thôi dần dần tôi thể hội được lão hòa thượng thường nói trên thế giới vốn không có gì khác biệt dạng pháp bình đẳng là do chúng ta nhìn sai nghĩ sai nói sai mà thôi không có sự khác biệt lớn như vậy so với đậu phụ thối còn tốt hơn nhiều đậu phụ thối của bắc kinh thối biết bao nhiêu mà hồ tiểu lâm còn có thể đưa vào miệng đũa của cha mình mình lại không thể đưa vào miệng vì sao vậy vì bạn cho rằng đậu phụ thối là thơm nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh cảnh tùy tâm chuyển mà câu chuyện đầu phụ đã xong có thể dùng đũa đút cơm cho cha hiệu suất ăn cơm của cha được nâng cao rất nhiều hơn nữa ông rất vui vẻ cùng tôi ăn cơm vì ông thuận tiện và nghĩ xem bình thường tôi không về nhà em gái em rể đi làm ở bên ngoài buổi trưa mẹ tôi cũng không về nhà ông ở nhà với hai cô giúp việc mà họ thì không cùng ăn cơm với ông được ông ăn cơm một mình bạn nói xem ai chăm sóc ông ăn cơm đây cho nên mỗi buổi trưa bất luận là có cuộc hẹn gì tôi đều từ chối chuyện này là sấm đánh cũng không thay đổi. 10 giờ 30 là rời khỏi văn phòng. 11 giờ nhanh chóng về nhà nhất định chăm sóc cha. thứ nhất so bóp một giờ đồng hồ. thứ hai cùng cha ăn cơm. thứ ba chăm sóc cha ngủ trưa. sau đó tôi mới đi. đây là luyện tập. bây giờ tôi mới biết chính mình chưa được, công phu không đắc lực, có tâm phân biệt có chấp trước. Đôi đũa cho dùng qua là bạn không dùng nữa Có khiêm tốn không? Hồ Tiểu Lâm biết mình chưa được rồi Vì công ty còn dám nổi giận với nhân viên mình không Còn cảm thấy mình tốt nghiệp, nghiên cứu sinh Mình là ông chủ Một năm kiếm được bao nhiêu tiền Mình bố thí pháp bao nhiêu tiền Tài bố thí bao nhiêu tiền Mấy năm nay tôi đã bố thí 30 triệu tệ rồi Thế nào đây? Chẳng phải một miếng đậu phụ đã đánh đổ bạn rồi sao? Một chút công đức cũng không có Cảm ơn cha nếu như ông nhìn thấy đường Thì tôi có thể học khóa học này hay sao Cho nên tâm cảm ơn này liền sanh ra Là ông đang dạy tôi mà Ông đau khổ biết giường nào Cha dùng đôi mắt mù lòa của mình để dạy tôi Làm ra một sự thể hiện để cung cấp cho tôi một hoàn cảnh dạy học và học tập Làm sao để cảm ơn cha đây Người đã nuôi dưỡng bạn từ nhỏ cho đến lớn Đến hôm nay trước khi Lâm chung còn dùng đôi mắt mù lòa dạy dỗ bạn Giúp bạn nâng cao cảnh giới làm sao để báo đáp cái ân này đây Các vị đồng tu Hồ Tiểu Lâm không dùng công đức tu học chân thật Thì làm sao xứng đáng với cha mình được chứ Một người thành Phật Cửu tổ thăng thiên Chúng ta chỉ có đoạn ác tu thiện Thành thánh thành hiền Thì cha mẹ mới có thể đạt được lợi ích chân thật Cho nên Từ đó vì sao tôi đã hiểu rõ đạo lý này Hiếu dưỡng cha mẹ là cách tốt nhất Để thành tựu chính mình Cho nên Mỗi lần tôi phạm tham sân si Mỗi lần có ngũ dục lục trần Tôi liền nhớ tới người cha mù lòa của mình Ông vẫn đang dạy dỗ tôi Đoạn thời gian cuối cùng của cuộc đời Ông vẫn không rời bỏ con trai mình Bạn còn không biết hổ thẹn hay sao Thiên lý có thể dung sao Không được rồi Không thể làm như vậy được Hiểu giúp con người đoạn ác Là gốc của Đức Hổ thẹn rồi Bởi vì chúng ta học Phật Chúng ta hiểu đạo lý này Cha là y báo của bạn Bạn thiếu Đức nên mắt của cha mới không tốt Hồ Tiểu Lâm thực sự có phước Cha là một người mù Có cách nói như vậy không? Bạn phước mỏng như vậy cho nên mắt của cha mình mới mù Vì sao phước của bạn mỏng? Vì bạn tự thư tự lợi đôi đũa gấp đậu phụ cho cha mình Cũng không dám đưa vào miệng Bạn nói phước của bạn không bỏng hay sao Nghe đến cha bạn cũng không thể bao dung Vì bạn đi đâu về đâu đây cho nên bây giờ tôi suy nghĩ suy ngẫm từ trên thân cha tôi không đến chùa nữa tôi cũng không chủ trương lập bài vị cho cha tôi cũng không làm gì cả mà tôi đóng cửa nỗ lực tu hành vì sao vậy tôi được cha mình đưa đến thế giới này nếu tôi tạo ác thì cái nhân ác này là do cha trồng xuống. Còn nếu tôi lợi ích hết thảy chúng sanh, nếu tôi lợi ích mọi người thì cái phước này là do cha tôi trồng nhân, thì cha tôi có phước này, có thiện nhân này, ông nhất định có thể đạt được thiện báo. Nếu như một bên tôi thắp nhang bái lại, một bên tạo ác, cái ác này là do cha tôi mang đến rồi. Vậy cha tôi có thể hưởng phước không? Nếu không có cha tôi thì tôi không tạo ác trên thế gian này được. Cho nên cha tôi là nhân Tôi tạo ác là quả Cái ác này là cha tôi mang đến vì ông không có phước rồi Nếu bạn muốn để cha bạn có phước Thì bạn đừng tạo ác nữa Vì bạn cùng cha là một chữ hiếu Một nửa phía trên là chữ lão Phía dưới là chữ tử Trong chữ nhi tử Là một thế mà Cột lại cùng nhau Một dinh thì tất cả cùng dinh Một tổn hại thì tất cả cùng tổn hại rồi một tức tất cả tất cả tức một bạn tốt thì cha bạn tốt bạn không tốt thì cha bạn không tốt việc này không có liên quan gì với việc bạn bái lại hay không bái lại cả cho nên hiểu được đạo lý này thì bạn không dám nữa cha đáng thương như vậy đau khổ như vậy để dạy dỗ bạn mà bạn còn tạo ác sao nỡ đành lòng chứ điểm thứ hai là tâm thành kính sẽ sanh khởi trước đây nhiều nhất là thương xót thương hại cha ông không dễ dàng gì chịu khổ cả một đời đại cách mạng văn hóa gặp nạn lớn như vậy đến già thì bắt không nhìn thấy nữa lưng bị gãy cũng không đi được nhưng lại không có tâm cung kính ông bởi vì tôi cho rằng cha không học phật tôi cho rằng cha không nói ra được những đạo lý giáo dục của thánh hiền tôi đồng cảm với cha thương xót thương hại cha sau khi kết thúc câu chuyện đầu phụ thối tôi mới dần dần sanh khởi tâm thành kính đó là bồ tát đến độ tôi ở cùng ông tôi thật sự đạt được lợi ích chân thật tôi đạt được lợi ích chân thật ở chỗ lão hòa thượng ở bên cha tôi đạt được lợi ích chân thật vì bạn có thể không cảm ơn hay sao bạn có thể không thành kính hay sao hãy nghĩ thử xem cho nên các bạn đồng tu khi các vị về nhà hiếu dưỡng cha mẹ đừng vì một chuyện đã qua rồi thì bạn để nó qua đi bạn hãy cố gắng suy ngẫm xem bạn dùng liệu phàm tướng huấn dùng đệ tử quy dùng phật pháp xem cha là bồ tát xem mẹ là bồ tát họ đã dạy bạn như thế nào bạn nhờ sự dạy dỗ này mà đạt được lợi ích bao lớn rồi vì bạn là một người khéo học bạn là người dũng cảm gánh vác bạn tự nhiên sẽ học được phật pháp nâng cao được cảnh giới từ nơi cha mẹ mình lúc đó bạn mới chân thật thành kính cảm ơn cha mẹ không thể nói cha mẹ chỉ cho tôi cái thân huyết nhục này cha mẹ ngậm đắng nuốt cây nuôi tôi khôn lớn đó là tình chấp đó không phải là pháp duyên mà đó là tình duyên khi bạn nâng cao cảnh giới của mình Bạn xem cha mẹ là Bồ Tát Đến để dạy dỗ một kẻ phạm phu như bạn Bạn thông qua họ Để nâng cao cảnh giới Bạn tu học mà không có chỗ để rèn luyện Mượn cảnh để rèn tâm Cha mẹ đã dùng sự già nua của họ Dùng thân thể bệnh tật của mình Dùng sự phiền phức của mình Dùng sự khổ đau của mình để thành tựu bạn Không đáng cảm ơn hay sao Dưới dòm trời này Còn có ai tình nguyện chịu khổ như vậy để thành tựu bạn chứ có người thứ hai hay không? Làm gì khó chứ Cho nên Phật mới bảo chúng ta Hiếu dưỡng cha mẹ Cho nên Lão Hòa Thượng Tịnh không nói Hiếu là gốc trong gốc Hiếu Kim nói Hiếu là gốc của Đức Tất cả sự giáo hóa đều đặt trên nền tảng hiếu hạnh Vì sao vậy? Họ rất bằng lòng vì con cái mà thi hiện bệnh Thi hiện chết, thi hiện già Còn có ai tình nguyện ở trước mặt bạn về bạn khóa học này không? Không có Khoa học tốt như vậy bạn đi đâu để học chứ Nhân sanh vô thường khổ mà Tôi không thể giống cha tôi được Tôi phải cố gắng niệm Phật Ấn quan Đại Hòa Thượng nói Dán một chữ chết ở trong tâm Dán ở trên trán Thì bạn niệm Phật sẽ khẩn thiết Công phu niệm Phật liền đắc lực ngay Tôi nhìn cha tôi như vậy Tôi liền niệm Phật Tôi nghĩ như thế nào Tôi kém ông 30 tuổi Ông sinh năm 1925 Tôi sinh năm 1955 Mười ngàn ngày Sau mười ngàn ngày thì Hồ Tiểu Lâm có hình dáng như vậy Bạn còn phóng túng, bạn còn phóng vật Bạn còn không mau nhanh chóng tu phước Biết trước giờ đi thân không bệnh khổ Bạn có làm được không? Bệnh khổ giống như cha Thì bạn có thể đảm bảo không thoái tâm niệm Phật hay không? Bạn có thể đảm bảo mình không bị quấy nhiễu không? Đó là tiếng chuông cảnh tỉnh lớn rồi sau khi về nhà hiếu dưỡng cha mẹ thì cái tâm này được nâng lên vì ngày ngày nhìn thấy người già ngày ngày nhìn thấy bệnh nhân ngày ngày nhìn thấy người lâm chung còn gì mê luyến cái thế gian này nữa chứ có thứ gì mà không rời bỏ được chứ thứ gì mà bạn có thể mang đi được không mang đi được bạn nhìn thấy cha thì suy ra chính mình nhân sanh khổ đau không thể tiếp tục như vậy nữa, thế hệ của tôi nhất định không được như thế này, tôi chỉ có cách đến tây phương thì mới cứu được cha mình, đời sau của cha sẽ không như thế này nữa. Bạn thực sự hiếu dưỡng cha mẹ thì bạn phải đến tây phương, bạn yêu cha mình tha thiết bao nhiêu, bạn yêu cha sâu sắc bao nhiêu thì bạn niệm Phật sẽ khẩn thiết bấy nhiêu. Công phu niệm Phật của bạn sẽ thâm sâu bấy nhiêu. Kết hợp lại thì bạn mới có thể cứu ông. Không phải khóc lóc trước mặt ông Không phải như vậy Không phải sau khi ông mất thì mua một cái hũ đựng tro bằng vàng Cái đó không có tác dụng gì Bạn cố gắng mà niệm Phật Sự giáo dục của ông đối với bạn Bạn tiếp nhận biến nó thành động lực để niệm Phật Thì cha bạn đạt được lợi ích chân thật Cho nên hiện nay tôi rất muốn niệm Phật Rất đắc lực Vô cùng quan hỷ Chưa bao giờ như thế cả Từ đâu vậy? Về bên cạnh cha mẹ Hiếu dưỡng cha mẹ học từ cha mẹ ân tình này có thể báo đáp hay sao bạn không tới tây phương làm phật làm tổ bạn có thể báo cái ân lớn dường ấy không không thể nào cho nên sau khi câu chuyện đậu phụ thối kết thúc có một hôm vì cha tôi là người rất tiết kiệm Ông không nhìn thấy cô giúp việc sới cho ông bao nhiêu cơm. Sới nhiều thì ăn nhiều, sới ít thì ăn ít, hơn nữa ông ăn cơm không sạch, ông xuất thân từ quân ngũ. Nên ăn cơm xong là gạt hết những thứ trên bàn như gốc rau, vỏ tỏi ngâm, vỏ tôm vào trong bát, hơn nữa vì răng ông không tốt nên ông đều ăn canh cá trộn với cơm. Có một hôm Ông không vui bảo với cô giúp việc là Cháu xem Cháu xới cơm nhiều như vậy Sẽ lãng phí Lương thực không dễ gì mà có được Cháu xem chú lại ăn không hết Thừa cơm thế này thì phải làm sao Tôi nói ba à để con ăn Thôi bỏ đi con đừng ăn nữa Con không dễ gì về nhà ăn cơm một bữa Con lại không ăn mặn Món canh cá hoàng qua này Con có ăn được không Lúc đó cho tôi không nhìn thấy Tôi thật sự nhắm mắt nhắm mũi các chị đồng tu Vì cha tôi đều gạt hết vỏ tỏi ngâm Và vỏ tôm vào trong bát Nên lúc đó tôi nghĩ Thời khắc khảo nghiệm Hồ Tiểu Lâm đã đến rồi Tiểu tử nhà ngươi vượt qua chuyện đầu phụ thối rồi Cơm trộn vỏ tôm vỏ tỏi ngâm Canh cá hoàng hoa Ngươi có thể ăn được không Xin thưa với các chị Tôi đã bịt mũi để ăn Căn bản là không qua miệng Ừng ực ừ, nuốt xuống cổ họng Tôi nói ba à con ăn hết rồi con trai, con trai thật giỏi Không được Quay về phải sám hối Hôm nay tại vì sao mình vẫn còn tâm phân biệt lớn như vậy Dạng pháp bất sanh, dạng pháp bất diệt Bát cơm thừa này là phàm sự hữu tướng giai thị hư vọng Miệng mình nói hay như vậy Tại vì sao vừa gặp bát cơm trộn canh cá hoàng hoa Lại thành thế này đây Ăn chay 4 năm rồi Ăn gì ai vậy Ăn gì chính mình Cảnh giới vừa hiện tiền Thì đuôi hồ ly đã lòi ra rồi Không linh rồi Cái vỏ tôm cho tôi nhai qua rồi Đút nuốt vào miệng Thật sự là tôi không nuốt nổi Đồ người khác nhai qua rồi Lại đưa vào miệng tôi Không được Sau lần đó Có lúc tôi ở bên ngoài Mời khách Tôi đã mua món tôm chiên Nhật Bản Từ hôm sau tôi mang tới cho cha Ông rất thích ăn tôm chiên Kỳ thật tôi muốn làm gì Thứ nhất là vì cha tôi thích ăn tôm Thứ hai là tôi đợi xem cái vỏ tôm đó tôi có thể nhai lại không Phải rèn luyện bản thân đến tận khi không còn tâm phân biệt Không còn tâm chấp trước đó mới thôi Mới đầu tôi nhai cái vỏ tôm đó Còn có vỏ tỏi ngâm Cha tôi rất thích ăn tỏi ngâm Bạn nói người học Phật chúng ta không ăn tỏi Cha tôi bóp vỏ tỏi bỏ vào bát Tôi lấy vỏ tỏi này bỏ vào miệng nhai lại Sau này không thấy gì nữa cảm thấy còn thơm ngon hơn cả tổ yến vi cá vì sao vậy vì đã chiến thắng chính mình rồi trước đây phân biệt hiện tại không phân biệt nữa trước đây buồn nôn hiện tại không buồn nôn nữa trước đây châu mày bây giờ không châu mày nữa cho nên chị già cùng cha ăn cơm tôi có một động lực chính là ăn cơm thừa rau thừa của cha ăn mãi mãi cho tới khi cha tôi qua đời thật sự có thể ăn Một chút cũng không cảm thấy gì Xin thưa với các vị Không chỉ là cơm thừa của cha Mà khi đến cô giúp việc Vào bếp lấy thêm cơm cho cha tôi Những hạt cơm thừa trong bát của cô ấy Tôi cũng nhặt lên ăn hết Đổ một chút nước trà vào tráng bát rồi uống Có gì không? Không có gì cả Chính mình lừa mình Đáng thương thay Vui lắm trước đây không qua được cửa này hiện tại qua rồi cảnh giới tu học có nâng cao sự nâng cao này đã cho tôi sự an ủi và khích lệ rất lớn quá tốt Phật Bồ Tát không lừa người tu hành phải dựa vào mình chỉ cần chân thật làm thì có thể đi ra khỏi con đường này một chút là bạn không làm mà thôi bạn phải chân thật làm đến được ăn cơm thừa không thành vấn đề cơm thừa của cô giúp việc tôi cũng có thể ăn mẹ tôi nhìn thấy có lúc buổi trưa mẹ tôi về nhà Ăn cơm bà nói Phi Lâm, ông biết không Con trai ông giúp ông ăn cơm thừa đó Tôi biết rồi, con trai tôi bây giờ có cảnh giới rồi Cách nghĩ của nó không giống như chúng ta Nó muốn thành Phật, thành tổ, độ chúng sanh Nếu ngày đến cơm thừa mà cũng không ăn được Thì nó làm sao giúp đỡ người khác được chứ Bạn xem, ông đều hiểu cả Tôi nói ba à, con phải cúi lại ba Không có sự dạy dỗ của ba Con làm sao có được cảnh giới này chứ các vị đồng tu Chúng ta không trở về nhà Chúng ta không về bên cạnh cha mẹ Thì làm sao chúng ta tìm được cơ hội nâng cao cảnh giới tốt như vậy Làm sao chúng ta biết mình bị chướng ngại ở đâu chứ Cho nên chúng ta quay đầu lại thấy Tổ sư Đại Đức Nói với chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu Làm tròn bổn phận giữ tâm yêu kính Một phần thành kính được một phần lợi ích Không phải hay sao Cho nên lúc tôi trở về với cha tôi thấy cảnh giới này của mình muốn đến tây phương cực lạc thế giới ư bạn đừng đùa nữa nói chuyện diễn vong nó có liên quan gì với bạn chứ bạn có thể đảm bảo đời sau được đầu thai làm người là không tệ rồi vì phước thứ nhất trong tình nghiệp tam phước là phước nhân thiên bạn sẽ sanh về đâu chứ có cần sư phụ nói cho bạn biết nữa hay không có cần phật bồ tát nói cho bạn biết nữa không bạn tự mình có thể biết được mình sẽ sanh về cõi nào rồi Sau đó Tháng 6 Cha tôi Phải dùng túi nước tiểu Vì ông bị bệnh phi đại tiền liệt tuyến Nên không đủ lực để đẩy nước tiểu ra ngoài Bệnh viện phải làm cho ông một túi đựng nước tiểu Nước tiểu sẽ chảy ra từ trong người Bởi vì ông không đi vệ sinh được Một đêm năm lần đi tiểu mà không được Không đi thì bức rất khó chịu Mà đi thì lại không tiểu được đêm ngủ không ngon nên đã làm một túi đựng nước tiểu tôi ở cùng cha mỗi ngày cô giúp việc phải đổ bao nhiêu ml cô giúp việc mang bô tiểu vào rồi tháo túi nước tiểu đó ra bởi vì có lúc cái ống dẫn đó không ra hết tôi thấy nước tiểu rớt trên tay cô giúp việc cô ấy lao luôn lên người tôi vừa thấy lạ thật nước tiểu rớt lên tay rồi nếu là mình liệu mình có làm được không mình có thể làm được như cô giúp việc hay không hay là làm thử xem nên làm thử xem sao mình sờ vào nước tiểu của ba mình xem như thế nào mình dám sờ vào không thôi vậy mình tuổi tác cũng lớn như vậy rồi thành phật cũng không nhất định phải sờ vào nước tiểu cô giúp việc là do không còn cách nào khác mà thôi cảnh giới không bằng cô giúp việc trong nhà người ta vô cùng vui vẻ thoải mái chú à phải thay túi nước tiểu rồi thay xong thì để xuống đất có lúc còn lấy tay quệt rồi lại lau lên người đương nhiên là không vệ sinh cái gì là vệ sinh cái gì là không vệ sinh chứ cô giúp việc đó là bồ tát vậy thì mình phải thử xem sao Sau đó tôi vừa về, về đến nhà Thì cô giúp việc nói Chú à thay túi nước tiểu thôi Tôi nói cô đừng làm để tôi Cô để bô tiểu xuống đó đi Bà tôi không nhìn thấy nói Ây da con à Thôi để họ làm đi Con bận cả ngày rồi Lại về thăm ba Bà thấy rất an ủi rồi Vì này không cần con làm Họ có thể làm được mà Tôi nói ba à Không phải con làm gì họ Không phải làm gì ba Mà là làm gì con Con có tâm phân biệt Con chê nước tiểu bẩn Mà tôi nói nước tiểu bẩn mà Tôi nói ba à nước tiểu không bẩn còn nói linh tinh gì vậy Nước tiểu làm sao không bẩn được chứ Bà à Bẩn đều là do tâm con người bẩn Nên nước tiểu mới bẩn Nội tâm mà sạch sẽ Thì nó là nước cam lộ Ây da được rồi Bà tôi không nhìn thấy Tôi nói bà à Nhưng con bắt đầu thay cho ba nhé Con thay đi Thay xong cuối cùng khi buộc túi lại Thì bên trên có giọt nước tiểu Tôi nhanh chóng lấy giấy Khăn giấy lao đi rồi làm tiếp Không dám dùng tay lao nước tiểu Hôm nay đã thất bại rồi Bài thi này không đạt tiêu chuẩn rồi Nước tiểu ở trước mặt Còn có tâm phân biệt Còn không dám sợ giàu Còn cảm thấy buồn nôn Bây giờ đậu phụ thối được rồi Còn có thể ăn cơm thừa rồi Nước tiểu vẫn chưa được Các vị đồng tu Tu học phải từng bước từng bước Trình độ là không ngừng sâu thêm Sau đó tôi nói phải làm sao đây Có một hôm còn dư lại mấy giọt tôi liền dùng tay sờ vào. sau khi sờ vào thì nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để rửa tay. tốt, hôm nay không tệ. sờ được vào nước tiểu rồi, cảnh giới nâng cao rồi. ngày hôm đó không cần nói, tôi rất vui sướng. cuối cùng có thể không cần đọc kinh vô lượng thọ rồi, bởi vì mục đích đọc kinh vô lượng thọ là để nâng cao cảnh giới. hôm nay sờ vào nước tiểu rồi, cảnh giới của tôi nâng cao rồi. tốt. Không tệ, bài học hôm nay đã hoàn thành Tiếp theo là xoa so bóp cho cha tôi Ông không muốn nằm mà muốn ngồi để xoa so bóp Tôi nói ba à, ba nằm xuống đi Con à, ba không nằm đâu Nằm xoa so bóp thì ông sẽ xì hơi Xì hơi rất thối Thối thì tôi phải mở cửa sổ Vừa mở cửa sổ Thì hai tuần sau đó Ông không để tôi xoa so bóp nữa Bởi vì ông rất sợ lạnh Bằng mở cửa sổ bạn biết cha mình lạnh như thế nào không? Người 85 tuổi rồi mà không hiểu đâu Chỉ bạn đang xoa bóp thì toàn thân toát mồ hôi Luồng khí nóng này bốc lên Mà nghĩ xem buồn nôn cỡ nào Hồ Tiểu Lâm làm gì chịu nổi chút thiệt thòi này Nên đã mở cửa sổ ra Sau đó tôi về nhà nói Bà à, con xoa bóp nhé Con à, không xoa bóp nữa Con quá chất giả rồi Chúng ta đọc thư của Lão Hòa Thượng Tình không nói về tiểu trấn than trì để chúng ta có tinh thần so bóp tiếp. Tôi nói, sao hôm nay ba mình lại đổi chủ đề không cho so bóp nữa vậy? Sau đó, cô giúp việc nói với tôi là anh Tiểu Lâm à. Có phải lúc so bóp chú xì hơi thì anh đã mở cửa sổ không? Tôi nói, đúng vậy. Chú nói, anh sợ thối vì chú vừa nằm xuống so bóp thì không nhịn được. Nhưng vậy cha tôi đại tiểu tiện đã không khống chế được. Bạn nói xem mà không để ông xì hơi đều có dễ dàng không? Không dễ dàng gì Ông xì hơi thì bạn mở cửa sổ Bạn không chân thành rồi Vậy ông còn dùng bạn nữa hay không Bạn ghét bỏ ông Ai chẳng có lòng tự tôn chứ Tôi hiểu rồi Đây chính là nguyên nhân Bà không cho so bóp nữa Tôi quay lại nói Bà à Bà ngồi yên đó Bà ngồi yên rồi Tôi cúi dập đầu lại ba Tát vào mặt mình Giả bóp vào mồm một cái Chê thối, chê bẩn Con về nhà chưa được một tháng Ba xem con đã làm được gì rồi Con xin lỗi ba, con xoa so bóp cho ba Ba xì hơi con, còn chê thối Lúc con còn nhỏ, khi con đại tiểu tiện Ba có chê con thối không vậy Suy mình ra người, người đồng tâm này, tâm đồng lý này Con là đứa con không hiếu kính Ba à, nếu ba muốn thành tựu cho con Ba muốn con tốt thì ba phải để con tiếp tục xoa so bóp Ba cứ xì hơi, xì bao nhiêu con cũng xoa so bóp cho ba Nếu không trong tâm con sơ thức ấy đấy Rất khó chịu Bà tôi nói chuyện này ai nói cho con chị Tôi nói tiểu dịch nói với con Ông nói nhiều chuyện Xì hơi thì thối Mùa đông ở trong phòng khó chịu như vậy Đóng cửa sổ lại Thì ai chịu được chứ Bữa tối tôi trở về nhà nói Tầm phân biệt của mình nặng như vậy Tôi mới biết bản thân không được chưa được cái gì cả Chê ba bẩn, chê ba thối 11 giờ đêm Về đến nhà tôi nhìn bồn cầu rồi nói Tiểu tưởng nhà ngươi không có chút tiến bộ gì Tôi liền cầm lấy cốc đánh răng của tôi Và nhìn cái bồn cầu đó nói Mình có thể múc một cốc uống được không? Giải quyết triệt để vấn đề chê thối này Không thể kéo dài được nữa Thời gian không đợi mình nữa Năm 2012 sắp đến rồi Đến lúc đó có thể đi được không Nhưng nước này không sạch Ngươi không muốn đi à Ngươi còn muốn luân hồi sáo nẻo nữa à Hơn nữa còn muốn xuống địa ngục à Ba ruột mà ngươi còn không thể chịu được Thì sao có thể làm người được chứ Đó là địa ngục Địa ngục A Tỳ Địa ngục vô gián Kinh địa tạng độc uống rồi Ngươi không sợ ngươi muốn đi Ngươi không có thái độ sợ đó mà Ngươi không cho đó là thật Ngươi đã 55 tuổi rồi Còn bao nhiêu năm nữa coi như 85 tuổi chết thì ngươi chỉ còn 10.000 ngày nữa thôi 10.000 tệ Ngươi đếm chưa đến 5 phút thì xong rồi Còn chấp trước lớn như vậy Giờ nghĩ đến đây tôi liền cầm cốc lên định bút nước Nhưng lại nghĩ Thôi bỏ đi Nhớ bay nước không sạch thì sao Hơn nửa tháng nay mình tiến bộ rất nhiều Trước đây không làm được, bây giờ làm được rồi Chuyện đút cơm, đậu phụ thối, ăn cơm thừa Sau đó lại sờ vào nước tiểu Thay túi nước tiểu, trước đây chưa từng làm qua Nước này nhất định phải uống Tôi đã đấu tranh 15 phút ở trước bồn cầu như vậy Không được, cốc nước này hôm nay không uống thì không được đi ngủ Đây là lập định chí hướng Như Lão Hòa thường Tình không nói, phải thật làm mình còn phân biệt Nước bồn cầu thì sao chứ Chẳng phải cả ngày mình đều nói với mọi người sao Nhất thiết pháp không sanh Nhất thiết pháp không diệt sao Dạng pháp bình đẳng Dạng pháp nhất như sao Uống đi Múc lên Tôi không dám múc một cốc Cái cốc đánh răng đó quá to Tôi múc khoảng một phần ba Uống căn bản là không qua lưỡi và miệng Ưng ừ ực mà uống Sau khi uống xong cũng không biết là gì gì vì không dám nếm mà thật sự cảnh giới có nâng cao các vị à vì sao vậy không có gì cả tôi nói uống xong có đau bụng hay không không đau hơn nữa trong tâm rất vui mừng nước bồn cầu cũng uống được rồi vậy được rồi tâm phân biệt nhỏ đi một chút rồi hôm nay sống không uổng rồi Bạn có thể không cảm ơn cha sao Không phải cha để lộ ra vấn đề này Thì làm sao bạn biết chỗ nào mình không đạt Cha đeo túi nước tiểu Một chút lòng tự tôn cũng không có Không muốn đi ra ngoài Vì sao gặp hàng xóm đồng đội cũ Họ nhìn thấy ông đeo túi nước tiểu Ông cảm thấy mất thể diện Cha từ bi như vậy Dùng sự khổ đau to lớn như vậy để thành tựu cho mình Ai đạt được lợi ích lớn nhất từ túi nước tiểu này Là bạn Ai đau khổ nhất bởi túi nước tiểu này Là cha Ông không đáng được cảm ơn hay sao Không phải cha và bà Có duyên phận lớn Ông đến thế gian này để hóa độ bạn Thì bạn làm gì có cơ hội tốt như vậy Tốc độ nâng cao cảnh giới nhanh như vậy chứ Cảm ơn thành kính Tôn trọng cha mẹ Vì chúng tôi học Phật 4 năm rồi Luôn vì cảnh giới không được nâng cao mà buồn phiền Bệnh của cha đã là một sự thị hiện rất tốt, giúp bạn tìm được một cánh cửa đột phá. A à, Di Đà Phật. Không phải sao? Ông trời không tuyệt đường người, bạn luôn muốn thành tựu nhưng không tìm ra cơ hội, cha đã cho bạn cơ hội mà không được cư tuyệt mà phải nghênh đoán khó khăn để tiến bước. Nước bồn cầu uống xong thì cuối tháng 10 Tôi đến Hồng Kông thăm sư phụ Tôi đã kể cho sư phụ nghe khoảng thời gian này Uống nước bồn cầu Tôi chê cha bẩn Lão Hòa Thượng 5 phút không nói gì Tầm lặng Tạm thế chư Phật Đều là như vậy mà thành tựu Nghe nói Còn phải nói, nói ra Bình thường không dễ nói những điều này con làm được rồi thì con phải nói Con là học trò Con phải nói ra kinh nghiệm tu học của mình Đây là phương tiện thiện xảo Làm sao để buông bỏ phiền não Làm sao để buông bỏ chấp trước Con có phương pháp của con Khi phụng dưỡng cha mẹ Con đã tìm được cách để nâng cao cảnh giới Con phải nói ra để mọi người không đơn thuần dùng cảm tình để hiếu thảo ba mẹ Mà nâng cao lên lý tính Nâng cao lên góc độ phát ngộ đề tâm Cha bạn mà bạn không muốn độ Bạn có thể độ chúng sanh không? Nghe nói Ba bẩn ba thối nước tiểu của ba Con không sờ vào được Nhưng của người khác có thể sờ vào được không Tôi nói sư phụ à Tháng 7 con về mới được 3 tháng Điều này con còn kém rất xa Con làm sao có thể gọi là hiếu dưỡng ba mẹ được chứ Còn phải như thầy Dương Hy Hải Một trong 10 đại hiếu tử của Trung Quốc Như cô Đinh Gia Lệ Cô Đinh Gia Lệ còn móc phân cho ba Ba bị tao bón sau nó lấy ra Bác sĩ hỏi tiêu hóa như thế nào Cô ấy còn bẻ phân đó ra để xem Tôi nói sư phụ à Còn đây có thấm tháp gì chứ Hơn nữa cô Đinh Gia Lệ không những móc phân cho ba mình Mà bệnh nhân bên cạnh không đại tiện được Cô ấy cũng móc giúp Sư phụ nói con phải học họ Đây là thiện tri thức Con đừng nhìn Dương Hy Hải, Đinh Gia Lệ Họ không nói ra được đạo lý gì Nhưng việc làm của họ chính là hạnh của Phật Còn không khéo học theo Thì con sai rồi Lão Hòa Thượng nói xong lời này Ngày 28 tháng 10 tôi trở về Buổi trưa ngày hôm sau Sau khi thay túi nước tiểu xong Ông không nhìn thấy Vì ông cần phải kiểm tra sức khỏe Nên có một hộp nhựa nhỏ Thay túi nước tiểu Ông cũng không nhìn thấy Còn thừa lại một chút Tôi đã đổ ra cái hộp nhựa đó cho nói Phật Bồ Tát ở trên Hôm nay đệ tử nhất định phải uống cốc nước tiểu này Chứng minh con có tiến bộ Con thực sự muốn học Phật Con thật sự muốn thành tổ Con thật sự muốn đi Tây Phương cầu nguyện ở trong nhà vị sinh xong thì tôi ngựa cổ lên uống ưng ực hết có nước tiểu đó không thấy gì còn dễ uống hơn rượu trắng rất nhiều giống như nước trà vậy nước tiểu khai hay không giống bia và thôi bia cũng khai mà bên trong có chất kết tủa bằng uống trà chẳng phải cũng có chất kết tủa sao sao vậy làm gì có thiện ác tôi uống xong nước tiểu thì gửi cho sư phụ tin nhắn tôi nói sư phụ à hôm nay con đã nếm nước tiểu của ba con rồi con cảm thấy sư phụ nói quá đúng chúng ta đem thế giới này phân biệt thành có tốt có xấu có bẩn có sạch kỳ thực cũng giống như sư phụ nói chúng con nhìn sai rồi nghĩ sai rồi đã nói sai rồi sự dạy bảo này của sư phụ hôm nay con thừa nhận rồi do con nhìn sai con nghĩ sai con nói sai rồi Lão Hòa Thượng trả lời là Vô cùng như lý như pháp Hãy kiên trì làm tiếp Buông bỏ tất cả người vật diệt Từ trong tâm Sự thì bao gồm sự đối lập của nước tiểu phân Buông bỏ sự đối lập với tất cả người Sự vật Từ nơi tâm mình Nước tiểu chính là sự Đây là sự Bạn có đối lập không? đối lập Không được rồi Bạn chưa nó bẩn à Bạn không thể tiếp nhận Không thể tiếp nhận Thì vấn đề nằm ở chỗ bạn Bạn có tâm phân biệt Bạn có tâm chấp trước Vậy bạn có thể thành tựu hay không Tôi nói với Lão Hòa Thượng Như này con có thể nói không à Nghe nói Nói đi Thời mạc Pháp rồi Nói ra Con làm được thì con phải nói Nói ra để giáo dục với mọi người Mặc dù con làm không được nhiều Nhưng một hai việc này cũng được Tôi nói có phải mọi người đều có thể làm được không à Ngài nói không thể Làm sao mà ai cũng có thể làm được chứ Trong bản điều tra ở trường đại học thẩm quyến 7.000 người có câu Việc quan trọng nhất đời người của bạn là gì Chỉ có bốn người đem hiếu dưỡng cha mẹ đặt cái vị trí đầu tiên Lão Hòa Thượng nói với tôi Số còn lại đều nói là ra nước ngoài Làm kinh doanh Du học Mở công ty Lập gia đình Mua nhà Bảy ngàn người ở thẩm quyến Chỉ có bốn người đem hiếu dưỡng cha mẹ Đặt ở vị trí đầu tiên Lão Hòa Thượng nói Điều này có thể được sao Tiểu Lâm à Con còn không nói ra Chúng ta không thức tỉnh những người này Thì xã hội sẽ thành cái gì đây Phải nói Phải làm Được à Lão Hòa Thượng Sư phụ nói làm Thì con sẽ làm Có thể đi được Tây Phương hay không Con không quản nữa Dù sao con biết hiện nay còn có chướng ngại Chướng ngại này khắc phục rồi Thì bạn có thể đi Tây Phương không? Chưa chắc Nhưng đạo tâm phải có Không thể liên hệ như vậy được Bạn nói Nước tiểu tôi uống rồi Thì tôi có thể đi Tây Phương Không uống nổi nước tiểu Thì nhất định không thể đi Tây Phương được Uống được nước tiểu Chưa chắc có thể đi Tây Phương Uống được nước tiểu là điều kiện tất yếu Để đi Tây Phương Không phải là điều kiện đầy đủ Bạn nói tôi uống nước tiểu rồi Tôi có thể đi Tây Phương không đầy đủ nhưng là tất yếu bạn không uống được thì nhất định không đi được uống được thì chưa chắc đi được vì làm sao mới có thể đi tây phương điều kiện đầy đủ để đi tây phương là gì bạn chỉ cần làm được thì bạn có thể đi tôi chỉ cần là người bắc kinh thì tôi nhất định là người trung quốc người bắc kinh là điều kiện đầy đủ để làm người trung quốc bạn chỉ cần là người bắc kinh thì bảo đảm bạn nhất định là người trung quốc vì xin hỏi điều kiện nào đầy đủ để đi tây phương tính nguyện hạnh làm được thì đi được làm không được thì không đi được điều kiện đầy đủ không hiếu kính cha mẹ bạn nói bạn tin có tây phương bạn tin thật không không thật tin rồi không hiếu kính cha mẹ bạn có tâm phân biệt lớn như vậy bạn muốn đi tây phương sao ở thế gian này bạn còn không buông bỏ được nước tiểu Bạn còn không buông bỏ được phân Bạn còn không buông được những thứ phân biệt chấp trước tạp nhập Bạn không muốn đi Bạn niệm Phật hay sao? Niệm Phật là niệm cái gì? Niệm giác ngộ Giác ngộ là gì? Ta bà khổ, cực lạc vui Bạn cảm thấy ta bà không khổ Bạn còn muốn ở đây Vì sao vậy? nhân đến ta bà là vì có vọng tưởng phân biệt chấp trước hôm nay bạn không buông được vọng tưởng phân biệt chấp trước chứng minh bạn không muốn rời khỏi lục đạo vậy không còn gì để nói rồi đi không được thì đừng oán giận người khác hãy oán trách bản thân mình cho nên về nhà trước tiên gặp phải những vấn đề này từ ăn cơm cho đến việc đại tiểu tiện của cha Cửa ải tiểu tiện giải quyết được rồi Thì lại đến đại tiện Cha đau bụng không khống chế được Có một hôm trở về nhà Thì nhìn thấy cô giúp việc đang giúp ông lau dọn Ông nằm trên giường Mùi thối bốc lên Cửa sổ cửa chính đều không mở Chỉ nhìn thấy cha ở đó đang lau dọn phân Thì tôi quay người bỏ đi Vừa bước đi thì tôi quay lại tôi nói đừng có đi tại vì sao lại không linh nữa rồi nước bồn cầu cũng uống rồi nước tiểu cũng uống rồi vì sao lại không linh nữa bạn nói xem tập khí này nặng đến cỡ nào Hãy không chú ý một chút là chúng trỗi dậy ngay tôi nói mình phải quay lại thôi tôi giúp việc là nữ cha mình là nam ông không muốn cô giúp việc lau dọn cha là người rất giữ thể diện nếu mình quay về giúp cha lau dọn thì tốt hơn nhiều tôi quay lại nói các cô đứng dậy đi để tôi làm Tôi làm gì biết làm chứ Châu mày nhăn mặt co chân dính dai lại Đó là hình dạng lau phân cho người hay sao Khăn đó lau xong thì dứt đi Khi dứt đi thì bạn vẫn dính phân Không được Buồn nôn, bịt mũi quay đầu đi Nghe đến dùng dồi nước cũng không xả nổi dứt khăn đó Cảnh giới không được rồi bạn nói đây là sự an bày của Phật Bồ Tát Mà chỉ cần muốn thành tựu Thì Ngài sẽ an bày cho bạn khóa học này Từng bước từng bước dẫn bạn tiến sâu hơn Sau khi lau xong Tôi miễn cưỡng đưa khăn ướt cho cô giúp việc Đưa khăn cho cô giúp việc Sau đó tôi đi dứt rác Tôi đi dứt rác là việc thoải mái nhất Cách chỗ phân đó xa nhất Tôi không vượt qua được rồi Có mùi mà Bạn nói Có được hay không Ấn Quang Lão Hòa Thượng nói Xem tất cả mọi người đều là Bồ Tát Trước đây tôi rất ngạo mạn Tôi rất giỏi Tôi rất tự phụ Tôi cảm thấy mình được rồi Tôi giỏi hơn người khác mà Giỏi cái gì chứ Mà có so được với Dương Hy Hải không Thầy đã hút đàm cho cha mình Mình từ đâu đến đây vậy Cô Đinh Gia Lệ còn dám móc phân cho cha Cha cô táo bón mà Mình có thể làm được không thấy người tốt nên sửa mình dù còn xa cũng dần kịp may mà phía sau còn có sáu chữ dù còn xa cũng dần kịp đưa ra khả năng chúng ta có thể thay đổi tốt mặc dù còn kém rất xa nhưng chúng ta có thể dần dần đạt đến trong này có một điều kiện tiên quyết là bạn nhất định phải làm thấy người tốt nên sửa mình dù còn xa cũng dần kịp đây là câu giáo huấn trong đề tự quy chẳng lẽ vì nhà hiếu dưỡng cha mẹ lại có thể tách rời khỏi đệ tử quy sao vì nhà hiếu dưỡng cha mẹ chẳng phải là thực hành đệ tử quy hay sao bạn nghe thấy rất nhiều người thuốc việc tốt trong xã hội bạn làm bạn thực hành theo chớ tự chê đừng tự bỏ thánh già hiền dần làm được mà chỉ cần đừng tự chê đừng tự bỏ bạn thấy chúng tôi giảng câu thứ nhất thấy người tốt nên sửa mình dù còn xa cũng dần kịp mặc dù còn kém rất xa nhưng chúng ta có thể đạt tới Chị xin nói cho tôi phương pháp làm sao để đạt đến đây Chớ tự chê đừng tự bỏ Thánh và hiền dần làm được Mà chỉ cần đừng tự chê đừng tự bỏ Thì bạn có thể làm được thánh hiền Đã cho bạn phương pháp rồi mà Bạn nói xem thì tôi quy không hoàn mỹ sao Từ phát hiện ra vấn đề Đến giúp đỡ bạn giải quyết vấn đề Thì hai câu này đã đủ rồi Đệ tử quy rất vĩ đại Mấu chốt là chúng ta làm được hay không mà thôi Bạn muốn đọc hoa nghiêm bạn muốn đọc Pháp Hoa Bạn muốn niệm chú Đại Bi Có được thọ dụng không? Không được thọ dụng Tu học phải có thứ lớp Tu học phải có gốc Bạn nghĩ xem Đã lau dọn xong rồi Bạn muốn ăn cơm Nhưng trên tay thì có bụi Hôm đó còn ăn bánh bao các vị nói xem đây là trời không tuyệt đường người ư tôi cầm bánh bao đưa vào miệng thì ngửi thấy mùi phân bạn nói xem phải làm sao đây nuốt không được thật là hổ thẹn ấn quan lão hòa thượng đói thường sanh tâm hổ thẹn và tâm sám hối đi đâu để sanh khởi đến đâu để sanh khởi tâm hổ thẹn đi đâu để tìm tâm sám hối tâm hổ thẹn là biết mình sai rồi Thầm sám hối là biết không tái phạm nữa Phải sửa đổi Đây chẳng phải là chuyện liên quan đến cha mẹ hay sao Hổ thẹn Bạn không về hiếu dưỡng cha mẹ Bạn không về bên cạnh cha mẹ mà không để cha dạy bạn khoa học này Ấn quan Lão Hòa Thượng nói 70 chữ Quả có thể thực hành được những lời tôi đã nói Thì nhất định được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Từng chữ trong này đều không hề hàm hồ Thường sanh tâm hổ thẹn và tâm sám hối Đây là một câu trong 70 chữ Bạn làm được chưa? Vô tạm vô quý mà 75 pháp trong Câu xá luận có vô tạm vô quý Bất thiện pháp Bất thiện tâm sở Tâm bất thiện có thể đi Tây Phương được không? Vô tạm vô quý Mọi người có thể tra từ điển của Đinh Phúc Bảo Trong 75 Pháp có bất thiện tâm sở Vô tạm vô quý Vô tạm nghĩa là Chính mình không biết ấy nấy Vô quý nghĩa là Chính mình không sợ dư luận của người khác mở rằng Hồ Tiểu Lâm thật bất hiếu Phần của cha mà cũng không dám lao Không sợ mà cũng không xấu hổ Không xấu hổ với xã hội vô quý là bản thân không biết xấu hổ học phật rồi đều nói với bạn rằng bạn về nhà chẳng phải là thực hành lời giáo huấn của phật bồ tát sao phải thật làm cha tôi đi đại tiện là một vấn đề ông bị táo bón thời gian dài thời gian cha tôi đi đại tiện rất lâu tôi về nhà có lúc ông đi đại tiện có khi ngồi trong nhà vệ sinh nửa giờ đồng hồ có lúc ngủ gật té ngã làm khắp nơi đều là phân có một lần tôi chạy vào trong vì tình cảm giữa tôi và cha càng ngày càng thân thiết trước đây ông không đồng ý để tôi cùng ông vào nhà chị sinh Còn ra đi đóng cửa lại gọi họ vào vì tôi phải dìu ông vào trong nhưng dân có cảm tình với bạn thì ông sẽ tiếp nhận bạn ông không muốn tìm người giúp việc nữa ai mà không muốn nhờ con trai mình chứ vấn đề là con trai mình là một thằng khốn nên ông không muốn nhờ làm cha mẹ ai muốn tìm người khác phục vụ mình chứ đó là do bạn không được bạn không muốn làm thân thiết với cha rồi thì ông sẽ dám yêu cầu bạn tôi liền vào ngồi cùng ông trước đây là chê thối bây giờ ông ngồi ở trong đại tiện thì tôi có thể ngồi ở trong nhà vệ sinh Hai cho con ngồi nửa giờ đồng hồ Ông đại tiện lâu thì tôi sợ ông ngủ say té ngã Nên tôi đã nói chuyện với ông Trò chuyện có thể ôn lại rất nhiều câu chuyện quá khứ Rất ấm áp Lúc tôi nhỏ ông đã nuôi tôi Dạy tôi chăm sóc tôi như thế nào Không có lần nào tôi cùng cha đi đại tiện mà tôi không khóc Cha yêu thương tôi Lúc còn nhỏ tôi đều quên hết rồi Không nhớ nổi nữa Nhiễm tham sân si mạng rồi tự tư tự lợi danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần quá nặng rồi thời gian quá lâu rồi ông nói con trai à phương bắc rất lạnh tôi nói ba à con còn nhớ lúc nhỏ con tắm bằng một cái chậu gỗ lớn màu đỏ tắm đến năm 13 tuổi ông nói đúng rồi con biết không trước đây chậu nhà mình không phải như vậy mà là chậu kim loại làm bằng nhôm lúc đó nhà mình ở kinh miên tam xưởng con còn nhỏ mà loại chậu đó thì không cách nhiệt Nước rất nhanh nguội Ba liền nghĩ Phương Nam có chậu gỗ Nếu ba đến công tác ở Thượng Hải Thì nhất định mua cho con một cái chậu gỗ lớn Ông đến Thượng Hải công tác Ở Thượng Hải cũng có một số thiết bị phòng cháy chữa cháy Ông đến đó công tác Công tác xong thì ông mua riêng cho tôi và em gái tôi một cái chậu gỗ lớn Tôi nhớ nó to cỡ này Đường kính một mét Rất nặng Chậu miền Nam tôi không biết mọi người có biết không Tôi nghĩ mọi người chắc đều biết Phía trên có quai sách bằng sắt màu đỏ Bà mà tôi nói Ây da Mua được cái chậu đó bà rất vui Ông không phải để tôi cảm kích Không phải để tôi biết ý Ông không có ý đó Mà ông đang kể lại câu chuyện mua thành công một cái chậu Ông không còn tương lai nữa mà chỉ có quá khứ thôi Mua được cái chậu gỗ này Ông ngồi tàu hỏa Ông là một cán bộ bình thường Ông không có đi được giường mềm Thời đó cuối thập niên 50 Đầu thập niên 60 Làm gì có máy bay Không có Ông nằm giường cứng trở về Nằm giường cứng gì phải để cái chậu đó Nên ông không có chỗ ngủ Ông muốn ngủ thì không có chỗ để cái chậu đó Ông để cái chậu đó trên giường Và ngồi ở bên cạnh suốt đêm Lúc đó không phải là tàu cao tốc 24 giờ mới về tới Bắc Kinh Ông chỉ vì việc tắm của con cái mà thôi về đến nhà thì bộ công an đưa ông đến thiên an môn bộ công an ở thiên an môn nhà tôi ở chùa từ vân bắc kinh cách khoảng 15 km cha tôi đạp xe đi làm cái chậu đó rất nặng ông làm sao xách được ông buộc nó lên xe đạp đẩy về nhà hiện tại tôi có ô tô có tài xế Tôi về thăm cha Thì tài xế đợi ở ngoài Muốn mua điểm tâm cho cha Thì gửi tin nhắn cho tài xế Muốn mua một cái máy tạo độ ẩm cho cha Thì gửi tin nhắn cho tài xế Lúc cha chăm sóc tôi Ông có gì chứ Ông là một cán bộ bình thường thôi Quanh năm suốt tháng Mỗi ngày đạp xe 30 cây số Đi làm cả đi lẫn về Ông mang cái chậu gỗ nặng như vậy về nhà Chỉ vì sợ tôi và em gái tắm bị lạnh mà thôi Các vị đồng tu Không về nhà Không nghe cha mẹ kể lại chuyện quá khứ Bạn làm sao biết mình đã trưởng thành như thế nào Bạn làm sao biết lúc nhỏ Bạn bị cảm cha mẹ lo lắng cỡ nào chứ Bạn làm sao biết được cha mẹ yêu thương bạn cỡ nào Nghe đến đây nước mắt tôi rơi xuống Ngày nay tôi có thể vì con trai mình Mà làm được như vậy không nói với tài xế riêng một tiếng là xong rồi đến siêu thị mua cái gì đó ông không có những cái này nhưng ông đã làm được điều kiện khó khăn như vậy nhưng ông làm được phụ tử hữu thân thật sự có thân ông chăm sóc con cái rất là đáng để tán thán ngày mai tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe câu chuyện còn cảm động hơn nữa bạn xem ông đã hoàn thành trách nhiệm của một người cha như thế nào ông đôn luôn tận phận như thế nào còn bạn đôn luôn tận phận như thế nào đây chẳng phải là sự khác biệt hay sao thấy người tốt nên sửa mình dù còn xa cũng dần kịp cái thiện của cha mẹ bạn đều không thấy ông nói bạn có thể thấy cái thiện của người khác không tôi có thể học cái thiện của người khác hay không có thể không cho nên đây là câu chuyện trong nhà vệ sinh vô tình ông đã kể lại câu chuyện mua chậu tắm cho tôi buổi tối về nhà tôi không ngủ được theo đạo lý mà nói ngày nay tôi có điều kiện cuộc sống tốt như vậy bên cạnh có nhiều người phục vụ như vậy có thư ký có tài xế tôi đã làm được gì cho cha tôi rồi tôi thật sự có thể quan tâm ông tới mức như ông quan tâm tôi hay không không được rồi không có mà nên thường sanh tâm hổ thẹn và tâm sám hối. Vậy thì phải làm, phải thực sự giúp cha để ông đạt được lợi ích chân thật. Tôi nghĩ lợi ích chân thật nhất là gì? Các vị đồng tu, tôi mang về nhà một chiếc máy niệm Phật. Cha à, niệm Phật đi, cố gắng niệm Phật. Cha tôi nói con à con cứ để đó đi hôm sau trời về hỏi người giúp việc tiểu dịch chú có nghe máy niệm phật hay không không à anh đi khỏi thì chú tắt đi tại vì sao chú không nghe chú nói chú không hiểu vì sao phải niệm phật niệm phật có gì tốt chú không hiểu được đây là hồ tiểu lâm thích nó về thì chú mở nó đi thì chú tắt Ông vì cảm xúc của con thôi Mấy niệm Phật này không phải niệm gì ông Mà là niệm gì thể diện của Hồ Tiểu Lâm Con trai không dễ gì Đi rất xa trở về thăm ba Tôi còn quán trách ba Nói xem Lúc nhỏ Ba mua cho con chậu gỗ Hiện tại con phải mang đến lợi ích chân thật cho ba Không có lợi ích nào chân thật hơn niệm Phật đâu ba Mà tôi nói Ừ Con à Ba sẽ niệm con đừng thấy bà không niệm ra tiếng bà luôn niệm phật mà bà cảm thấy bà nhớ con hơn nhớ phật bà nhớ con mỗi ngày đều mong con về đến giờ mà con không về là ba lại mong ba ra ngoài luyện tập vừa nghĩ đến con sắp về rồi là ba liền nói với người giúp việc chú phải về đợi con trai đây có cảm tình rồi mà trước đây thì thế nào vừa về là ông nói con à con đi đi con rất bận mà sau này bà tôi nói con biết vì sao lúc đầu ba đều xua đuổi con không ở cùng con bà cảm thấy khó chịu căng thẳng vì động chút là con trách mắng ba mẹ liễu sanh tử thoát tam giới cái gì bà nghiệp chướng nặng lục đạo luân hồi rất căng thẳng con đi rồi thì ba mẹ rất buồn con về nhà không thể nói chuyện khác được hay sao sau này có một hôm câu chuyện của tôi là chuyện máy niệm phật và bồn cầu tự rửa có một hôm tôi về chăm sóc cha thì em gái gọi điện thoại cho tôi sau đó bên ngoài có mấy người vào nhà họ lắp một cái bồn cầu tự rửa ông đại tiện xong thì máy có thể tự rửa cho ông còn có thể điều chỉnh nhiệt độ vì ba tôi bị táo bón ông lại rất ưa sạch sẽ tự mình không rửa được vì quá mập lưng không cử động được mắt lại không nhìn thấy em gái tôi thì không học phật cô ấy biết ông cần gì nên đã mua cho ông một chiếc bồn cầu tự rửa cha tôi rất thích rất vui ông nói bà thật sự rất vui khoa học hiện đại thật sự mang đến lợi ích cho ba rồi Và đi đại tiện không còn phải lo lắng nữa cũng không sợ không sạch nữa còn xem em gái con còn con nữa đều rất hiếu thảo kèm theo tôi nữa ông sợ tôi không vui Ông tán tháng em gái tôi Sau khi về nhà tôi đã suy nghĩ Hiện tại ba mình cần máy niệm Phật hay là bồn cầu tự rửa đây Khó khăn lớn nhất của ba là đi đại tiện Một ngày phải đi nửa giờ đồng hồ Một tiếng đồng hồ Ông nói với tôi con trai à Mỗi ngày đi đại tiện là một công trình vĩ đại của ba Tao bón quá mà Bạn không nghĩ cách giải quyết khó khăn cho ông Bạn đưa ông máy niệm Phật Ông có thể tiếp nhận không Hôm nay bệnh trong tâm của ông là gì không bằng em gái lắp cho ông một cái bồn cầu tự rửa Nước ấm có thể điều chỉnh nhiệt độ Muốn dội thời gian bao lâu cũng được Bạn biết được người học Phật làm như vậy có đúng không? Người học Phật giỏi hơn người không học Phật hay sao? Chưa chắc Cho nên tôi nghĩ cha tôi cần niệm Phật Đó là Hồ Tiểu Lâm nghĩ Bạn không để nỗi khổ của cha ở trong tâm như em gái Phật nói tứ nhiếp pháp để tiếp dẫn chúng sanh Điều thứ nhất là bố thí Bạn đang bố thí hay sao? Cha có cần mấy niệm Phật không? Hiện nay cha cần giải quyết vấn đề đi vệ sinh Bạn giúp ông chưa? Bạn có thể giúp đỡ ông không? Bạn có thể Vì sao bạn không nghĩ đến? Vì sao bạn không nghĩ ra mà em gái lại nghĩ ra? Đây chẳng phải có vấn đề rồi hay sao? Bồ Tát ở đâu thì khiến chúng sanh sanh tâm quan hỷ Mái niệm Phật ông không vui Bồn cầu tự rửa thì ông rất thích Bạn không khiến ông thoải mái Và không để ông đạt được lợi ích chân thật Thì ông làm sao có thể đi cùng bạn chứ Lợi hành Là điều thứ ba trong tứ nhiếp pháp Bạn phải giúp ích cho hành động của ông Bạn phải giúp ông Khó khăn nhất của ông là đi vệ sinh Bạn đã làm được gì để giải quyết khó khăn cho ông đây Ông thích ăn nhất là đào Bạn lại cho ông lê Ông thích ăn nhất là cơm Bạn lại cho ông bánh bao vì sao vậy bạn có chướng ngại rồi chướng ngại là gì ngã kiến thành kiến của tôi tôi cảm thấy cái này tốt tôi cảm thấy cái này quan trọng bạn không buông bỏ ngã bạn hiếu thì phải thuận bạn không thuận cha mẹ không thuận vấn đề đi đại tiện của cha thì bạn có thể hoàn thành tâm hiếu sao hiếu là nhân Thuận là quả Thuận là cách làm Hiếu là mục đích Lão Hòa Thượng Thầy Chung đều giảng rất rõ ràng rồi Bạn làm được chưa? Bạn chưa làm được mà Chưa làm được thì phải làm sao? Hổ thẹn Hổ thẹn thì phải làm sao? Sửa đổi Cho nên gì nhà hiếu dưỡng cha mẹ Về bên cạnh cha mẹ Nơi nơi đều là đạo tràng Sự sự đều là bồ đề Từ bàn ăn đến nhà vệ sinh, từ nhà vệ sinh đến giường của cha, từ giường của cha đến ghế sofa của cha, bạn nói xem chỗ nào không phải là đạo tràng, chỗ nào không phải là đường bồ đề. Thời gian đến thật nhanh, hôm nay chỉ có thể báo cáo đến đây thôi. Nói nhảm với mọi người chút việc trong nhà, hy vọng mọi người không chê cười. À. A di đà phật, xin cảm ơn mọi người. cẩn dịch bằng biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vòng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu xanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này tra nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật